Thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Và sau đây là buổi nói chuyện hàng tuần giữa chúng tôi, Nguyễn Xuân Nam từ California và tiến sĩ Nguyễn Văn Đương từ Florida. Hôm nay chính hiệu là từ Florida. Nhưng mà cuối tháng này tôi được biết là tin tình báo cho biết là anh sẽ về Dallas, về Texas, về San Jose. Thì chúng ta sẽ có dịp gặp anh tại San Jose ít nhất 1-2 ngày. Cảm ơn anh. Bây giờ hôm nay anh nói gì lương mà anh chào quý vị. Vâng, tôi Nguyễn Văn Lương xin mến chào anh Xuân Nam của truyền hình Việt Nam 1. Tôi thấy anh xịt cái mạnh khỏe tươi tắn là tôi mừng lắm, cái điều thứ nhất. Dạ, cảm ơn anh nhiều dạ. Nghĩa là họ lúc đó họ than phiền anh ngủ gục, và tôi thấy cái chuyện vừa rồi là anh rất là anh exciting, rất là thích chơi thú. Không, cái chuyện nó có nhưng mà nó qua rồi anh biết không? Lâu thời gian trước khi mình bị bệnh đó, thì mình bị thuốc đó anh biết không? Bị thuốc đó. Cái thuốc uống đó là nó bị cái chất cái thuốc ngủ trong người, cho nên khi mình đang làm việc tự dưng mình đang làm việc mình uống ngồi rồi vậy, nhưng mà lâu nay nó hết rồi, còn là còn rất là ít. Để xin lỗi quý vị. Ok rồi, thì trong cái đề tài hôm nay tôi nói chuyện với quý vị đó, thì thứ nhất là tôi theo dõi những cái ý kiến của quý vị của cái tuần trước, thì tôi sẽ theo cái dựa theo cái đó. Thì trong cái ý kiến đó quý vị có hỏi tôi tại sao nói chuyện về Đông Âu mà không có nói chuyện về Do Thái. Hay tôi sẽ giải thích cho quý vị vấn đề Trung Đông đó, và theo cái dựa Trung Đông đó. Rồi cái thứ hai nữa là cái câu hỏi mà quý vị có liên quan, đó là vai trò của Mỹ với lại Đông Âu đó, rồi với Ukraine và Nga đó. Đó là nôm na là như vậy. Quý vị dùng chữ Đông Âu tôi biết là được Ukraine và Nga chứ không gì đó. Đó. Thì cái thứ ba nữa là cái vấn đề chính phủ hoặc của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đối với Trung Quốc như thế nào. Bởi vì bà Yellen đó, Tổng trưởng Kinh tế, vừa mới đi qua bên bên tàu và sẽ họp ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, 4 ngày. Tức ngày hôm qua rồi đó, hôm qua, hôm nay và ngày chủ nhật và thứ hai, thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị chuyện đó. Và đồng thời qua phần thứ hai đó, mà nó cũng sôi nổi không kém, đó là cái vấn đề mà đầu tư, đặc biệt là cái cổ phiếu của DJT, tức là của ông Trump, và cái cổ phiếu TSLV là của Elon Musk. Thì tôi cho quý vị, tôi sẽ giải thích cho quý vị dùng hai cái đó cái tiêu chuẩn để tôi giải thích. Và đồng thời tôi cũng chia sẻ cho quý vị cái tâm tư ở đề tài tài lâu để dành dài hạn nó như thế nào. Tùy theo quý vị muốn áp dụng như nào thì áp dụng. Đó là tôi cố gắng rất là ngắn gọn. Đó, rồi cuối cùng đó, thì cũng vì trong cái đối thoại giữa tôi với bạn bè, thì nó bảo tôi là hãy mày giải thích thêm một chút cho tao biết, là cho người dân mà biết đó, cộng đồng của chúng ta đó, là vấn đề tự ti và tự tôn. Đó, cái chữ tự ti và tự tôn trong cái cộng đồng. Cái này cái câu cuối cùng là hay đó, mình nhìn từ psychological, nhìn từ tâm lý học đó, thì tự ti và tự tôn ngoài việc mà đối lập nhau đó, nó còn có màn là nó hỗ tương nhau, cái này có thì sẽ lại để ra cái kia, Đúng nó đó. vui lắm. Đó Tiếp thì ta sẽ nói chuyện vấn đề này. khi mình nói chuyện là anh hỗ trợ tôi, anh đưa ra những cái ý kiến này, đưa thêm cái chuyện đó là mình bàn thêm cho nó vui. Đó, tôi mong là như chuyện chứ đưa tôi nói một chiều một mình ha, Anh tao biết đâu đó. từ từ tự ti tiếng Mỹ là chữ gì không? Tự ti á, tự mình làm nhỏ mình thôi, selfish Ti á. ti không. Ok. Thì Ok. mình bắt bắt đầu bản tin đầu tiên quốc tế trước đi anh. Vâng, ok. Thì thưa quý vị đó, kỳ vừa rồi quý vị hỏi tôi là tại sao không nói chuyện Do Thái trong cái cuộc chiến của thế giới hiện tại. Thì để nói chuyện với quý vị nó nôm na nó như thế vậy. Thì vừa rồi chúng ta đặt trọng tâm vào vấn đề của Đông Âu nhiều quá, tức là Nga với Ukraine, bởi vì nó liên quan vấn đề cái khối tài trợ của hai bên. Chúng tôi sẽ cố, mục đích chính của tôi đó là cố gắng giải thích cho quý vị vấn đề cái tài trợ cho Ukraine, mà cái lập trường của nước Mỹ như tôi trình bày là giữa Tổng thống Trump với lại Tổng thống Biden đó, nó giống nhau thôi, là một bên nói và một bên không nói mà làm, nhưng mà cái lập trường đều giống nhau đó, đấy là như vậy. Thì bây giờ đây thì quý vị hỏi thì tôi giải thích luôn cho quý vị thấy cái Đông Âu, cái Trung Đông như thế nào. Thì nôm na nó như thế vậy. Khi mà Hoa Kỳ quyết định đập cái nền kinh tế của Trung Quốc đó, thì Trung Quốc họ là đưa ra những cái vấn đề gọi là rất là phức tạp cho cái nước Mỹ. Họ nghĩ rằng là nước Mỹ họ sẽ
không có lo được tất cả cái bình diện cho cái sự sự bất an chung của quả thế giới này, nên họ Vậy này đã tìm à, cách sau chuẩn đây tôi tổ chức đủ mọi chuyện, đủ mọi chuyện hết, để hy vọng rằng chính phủ Biden sẽ ngồi lại với Trung Quốc để mà dàn xếp tất cả cái chiến tranh đó trước khi đi đến vấn đề thịnh vượng chung. Có nghĩa là Trung Quốc họ chỉ mong rằng là Tổng thống Biden ông ấy đem cái chuyện đó ra, thì Trung Quốc họ sẽ đặt cái điều kiện rằng là phải mở cửa nền kinh tế của Mỹ đi, để rồi chúng ta sẽ giải quyết chiến tranh dễ dàng hơn, thì nôm na như vậy. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng kể từ ngày 15 tháng 11 vừa rồi, cái APEC họp tại San Francisco đó, thì nước Mỹ họ không làm cái chuyện đó. Và lý do không làm chuyện đó rất là rõ ràng, bởi vì những cái đạo luật mà chống Trung Quốc, không phong tỏa kinh tế Trung Quốc của thời cựu Tổng thống Trump đã 2018 đã đưa ra Quốc hội, tức là để trình Quốc hội và được thuận, tức là Tổng thống Biden không làm được cái gì hết, được trói tay. Thì đây là cái điều mà nó đưa đến vấn đề bế tắc trong vấn đề kinh tế với Trung Quốc. Và chính vì thế đó, Trung Quốc họ không có cơ hội nào hết. Thì họ gây ra bất cứ cái chiến tranh nào trên quả đất này với cái niềm hy vọng là Hoa Kỳ họ sẽ không cản đáng nổi với cái bạch, nói chung là bạn tôi nói là cái vấn đề cái vòi bạch tuộc nó lên tùm lum tà lạ hết đó, thì Mỹ họ không thể lo nổi mọi thứ, nên họ phải ngồi Mỹ ngồi với tàu trở lại để mà giải quyết cái chiến tranh, để rồi đưa đến vấn đề mở cửa kinh tế giúp đỡ lại cho Trung Quốc. Thì tôi nói thẳng với quý vị một câu rất rõ ràng này, chỉ có Hoa Kỳ mới cứu được nền kinh tế Trung Quốc. Tôi nói thẳng với quý vị câu đó. Muốn sợ mai mốt chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết, nhưng mà quý vị nghe tôi câu đó trước. Và bây giờ đây thì cái chuyện mà xảy ra đúng như vậy tôi đã nói đó, thì sau cái chiến tranh của Nga Ukraine đó, nó chưa có Nga ngủ đó, thì họ kể Trung Quốc đó họ đã đi đêm với lại Iran, tức là Ba Tư đó, để mà đẻ thêm cái nền cái cuộc chiến tranh Trung Đông. Thì quý vị thấy ngày 17 tháng 10 tất cả 1.500.000 quả đạn đã bắn vô trong Do Thái và chết cả bao nhiêu ngàn người trong đó. Nhưng bây giờ họ không dám nói chuyện đó, họ không nói lên chuyện đó, họ chỉ nói là đem họ lên án Do Thái trong vấn đề gọi là gây ra cái sự chết chóc cho người dân Palestine cũng như tại vô nhân đạo tại Gaza bây giờ thôi. Nhưng mà không có lửa sao có khói. Cái vấn đề chính á, là cái vấn đề Hamas đó đã bắn cả ngàn quả đạn vào trong Do Thái để giết cả ngàn người vào ngày 17 tháng 10. Chúng ta phải thấy rõ ràng cái nó như vậy. Thì đây là cái nỗi thù mà ông Thủ tướng Do Thái Patan ông không có nhượng bộ. Không có nhượng bộ. Đó là chưa kể là con ông bị chết, con tổng thống của Do Thái cũng chết. Đó, mà tôi không đem chuyện gia đình của họ ra đây này, chúng ta nói. Nhưng tôi đây đem với cái mục đích chính này, là vấn đề họ sẽ diệt cái thành phần Hamas. Không có chạy đâu hết. Và trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lĩnh vực họ sẽ làm chuyện đó. Và nếu thời gian cận kề đây đó, thì chúng ta sẽ phân tách vấn đề mà cái tình hình chính trị của nước Mỹ thay đổi đó, thì cái vấn đề cái cục diện thế giới nó cũng sẽ thay đổi theo. Đó là điều mà tôi dám nói 100% nó là như vậy đó. Thì trở lại vấn đề, thì khi mà họ đã đưa ra chuyện nó xảy ra như vậy, họ nghĩ rằng Trung Quốc, họ nghĩ rằng là Mỹ sẽ phải đối diện với có nhiều lĩnh vực, nhiều mặt trận như vậy thì Mỹ không làm đủ sức nổi. Và đó là do tại sao họ hy vọng rằng là sẽ có cái cuộc nói chuyện giữa ông Tập Cận Bình với lại ông Biden để mà giải quyết chiến tranh, và Mỹ sẽ nhượng bộ một cách mở cửa thị trường Mỹ cho Trung Quốc trở lại. Thì chuyện nó không xảy ra đâu quý vị, không xảy ra đâu. Và đó là do tại sao mà quý vị thấy dù rằng ông Biden, tôi phải khách quan mà nói là ông Biden cũng bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc và Ba Tư đó, tức là Iran, rất là nhiều, rất là nhiều. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì cái ảnh hưởng của Đảng Dân Chủ trong vấn đề mà người Hồi giáo đó, là ông Obama với lại Iran đó, cũng như là sự nặng nợ trong vấn đề mà gia đình đó, tình cảm đó, giữa John Kerry đó, với lại những gia đình của bên Iran lấy suy ra đó, nó đến cái ảnh hưởng rất là nhiều trong cái chính phủ của Tổng thống Biden, cũng chạy đâu hết á. Thì chính vì vậy nên Tổng thống Biden ông cũng có những lời lẽ rất là nhẹ nhàng
với lại Iran chứ không phải không đâu. Và đó là những cái sự mà bắt buộc Do Thái phải làm chuyện này, phải làm chuyện kia từ lâm tà la đó. Nhưng mà Do Thái không có nhượng bộ. Tôi nói thẳng quý vị, Do Thái họ không nhượng bộ. Bởi vì họ cũng dễ hiểu thôi. Tại vì cái thứ nhất là mối căm thù của họ rõ ràng. Cái thứ hai là cái bộ tham mưu của Mỹ đó, họ cũng không có nhượng bộ chuyện này. Không có chuyện này đó. Ông cựu Tổng thống Trump, ông cũng lên tiếng rất là rõ ràng là ông ủng hộ Do Thái 100%. Thì đây là một cái khúc quanh mà nếu mà cái bầu cử tới mà ông sự sự trở lại mà của ông Trump đó, thì cái sự cục diện và kinh tế của chiến tranh Trung Đông cũng sẽ thay đổi một cái rất là nhanh chóng. Đây là điều rõ ràng. Thì để trả lời cho cái vấn đề mà không nhượng bộ Palestine á, thì chúng quý vị thấy rõ ràng là Hoa Kỳ Tổng thống Biden vừa mới viện trợ cho Do Thái tức khắc mới đây ngày hôm qua này, không thì đây là cái điều mà họ đã viện trợ vô điều kiện để làm cái chuyện đó với Do Thái. Để trả lời ngắn gọn với quý vị đó, thì Mỹ sẽ không có nhượng bộ Iran hoặc là Palestine trong vấn đề chiến tranh với lại Hamas thì này. Và đây là cái điểm rất là nhấn, nhưng mà Do Thái không có chuyện nào khác hết, mà Tổng thống Biden cũng không thể nào áp lực Do Thái để làm chuyện gì khác. Thì đây là cái điểm son xảy ra chứ không phải không. Nhưng mà trong cái điểm son này nó cũng có điểm tàn nhẫn, là chiến tranh nó có thể phát triển qua tới Lebanon, nó có thể cho Syria. Tôi chưa thấy cái dấu hiệu đi Ai Cập, nhưng mà có thể đi đến vấn đề gọi là di dân này và rất là lớn lao qua qua bên quốc gia Ai Cập. Okay. Đây, đó là cái điều xảy ra. Nhưng mà còn vấn đề bảo để nhượng bộ Hamas trong cái giờ nó sắp tới thì tôi chưa thấy cái dấu hiệu đó. Ok, rồi. Thì cũng tiện đây thì tôi cũng update với quý vị cái vấn đề mà tại Biển Hồng Hải luôn, tức là Biển Đỏ đó. Thì quý vị thấy rằng là khi mà Trung Quốc họ quyết định rồi gia tăng cái chiến tranh thêm vào cái vùng đảo Suez với lại Hồng Hải đó, thì Trung Quốc họ nghĩ rằng là đây là cái điểm nóng nữa. Nhưng mà cái điểm này tôi phải khách quan mà nói là cả Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng rồi. Cả Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng, bởi vì sao? Tất cả hàng hóa mà của Trung Quốc á, họ muốn bán qua bên Trung Đông cũng phải đi qua kênh đảo Suez, hoặc là họ phải đi cái đường xa xôi hơn là đi phía Nam Mỹ, rồi từ Nam Mỹ họ đi qua địa Trung Hải để vào. Thì cái đường dài gấp 3 gấp 4 lần. Thì đây là cái điều mà rất là bất lợi. Còn đi qua kênh đảo Suez đó, thì mặc dù là lượng dân men đó, họ nói rằng là họ sẽ target những cái tàu bè nào mà liên quan với lại Do Thái để mà họ ủng hộ cho Hamas đó. Thì cái chuyện không có đúng, bởi vì mới đây ngay cả tàu Trung Quốc cũng bị trúng đạn, ngay cả tàu Trung Quốc cũng bị trúng đạn. Và Hoa Kỳ họ cố gắng họ dịu giọng bằng cách là nếu mà giảm cái cường độ ở đó đó thì họ phải Mấy không tuần trước Việt Nam cũng trúng đạn anh. có đúng không anh, không cái tàu là tàu của Philippines mà có người Philippines với người Việt Nam ở trên đó, cái người Việt Nam làm việc trên đó chứ không phải tàu Việt Nam. Thế nhỉ, hai cái cũng có bằng người Việt Nam làm việc trên cái tàu đó đó. Thì trả lại vấn đề đó, thì Hoa Kỳ đang tìm cách dịu giọng là mà nếu mà cái lực lượng rút thế đó mà giảm cái cường độ tại biển Hồng Hải thì họ họ sẽ không coi đó là lực lượng khủng bố nữa. Cho đến lần này tôi phải nói rằng là vấn đề chính không phải là vấn đề khủng bố hay khủng bố, vấn đề chính là cái nền an ninh của kinh đảo Suez, vấn đề chính là cái an ninh của đảo của Hồng Hải, nó rất là rõ ràng như vậy. Và cho đến giờ này thì chưa giải quyết, nhưng mà cái đó thì không ảnh hưởng gì nhiều cho đến vấn đề của nền kinh tế của Mỹ. Cái đó chỉ ảnh hưởng đến kinh tế của Trung Đông với kinh tế của Liên Âu thôi. Tại vì tất cả phải đi qua cái đảo Hồng Hải đó để rồi từ đó lên qua cái kinh đảo Suez để rồi lên Địa Trung Hải và lên Âu Châu. Nó nôm na là như vậy. Nó rất là ngắn, ngắn ít nhất là 1/3 đường. Ok. Thì đây là cái điều mà tôi chia sẻ để quý vị thấy chuyện đó. Rồi. Còn vấn đề mà vai trò của Tổng thống Biden á, tại tại Đông Âu đó, thì tôi cũng phải khách quan mà nói đó là
hai năm qua tổng thống Biden ông ấy viện trợ rất là nhiều cho Ukraine, rất là nhiều. Nhưng mà cái trở ngại của tổng thống Biden là gì? Ông cho đánh vào cái đất nước của Nga Xô, và đó là lý do bao nhiêu bom đạn là toàn là dội trong Ukraine không ạ. Nga đem đến dội Ukraine, rồi về Ukraine bắn phản trả cũng kiểu bắn trong đất của Ukraine không ạ. Đây là cái sự bất lợi trong thời gian mà cái viện trợ của Mỹ có. Và chính vì thế, trong quý vị thấy trong vòng mấy tháng qua đó, khi mà cái viện trợ từ tháng 10 năm ngoái đến giờ đó, khi mà cái viện trợ của Nga Mỹ nó mà chấm dứt, nó không còn gì nữa hết á, thì quý vị thấy chuyện gì xảy ra là bắt đầu là Mỹ Ukraine họ đánh thẳng vô lục địa của Nga luôn, nó gây rất nhiều thiệt hại trong Nga đó. Thì khi mà gây thiệt hại như vậy thì tổng thống Biden ông cũng lên tiếng là đừng có phá mấy giếng dầu, đừng có phá mấy sừng lọc dầu, chính vì dầu lên giá thì chúng ta thấy lên giá. Thì đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng là cái sự bất lợi của tổng thống Biden là ông nhượng bộ quá nhiều cho vấn đề Nga, nó kêu gọi vấn đề đó xảy ra. Đó là cái điều mà tôi không hài lòng, tôi khách quan mà tôi không hài lòng chuyện đó. Lý do anh muốn đánh nhau á, anh có thế công không có thế thủ được đó. Mình phải đánh sát trong cái lục địa của Nga như vậy, và cái vấn đề ảnh hưởng của dầu có đã xảy ra thì phải tìm cách giải quyết khác đi, chứ không phải cái là không được đánh vào lục địa của Nga. Rồi thì thêm vào đó là chuyện gì nữa xảy ra quý vị? Quý vị thấy là lực lượng ly khai của Nga đã có Nga đó. Đây là cái điều mà mặc dù cái lực lượng đó họ chưa chưa tuyên bố là họ chưa có lấy chính độ, là đánh chế độ hay là tìm cách lật đổ chế độ, nhưng mà cái sự hiện diện của họ đã gây tổn thất trong lục địa Nga đã có xảy ra như vậy. Thì đây là cái điều mà tôi chia sẻ để quý vị thấy là sau cái vấn đề không viện trợ đó hay ngưng viện trợ của Mỹ đó, thì Ukraine họ đó là đưa ra cái tầm hoạt động lớn là về đánh vô lực địa của Nga, và đây là cái lý do mà chúng ta cũng bị ảnh hưởng, thế giới cũng bị ảnh hưởng về vấn đề dầu khí tăng giá, chứ không có được chắc chắn là như vậy. Ok, còn đối với ông tổng thống Trump đó, thì ông bảo nếu có ông làm tổng thống thì chắc chắn không có cái chuyện chiến đánh này, đó là cái điều ông nói. Thì mình biết chỉ như vậy thôi, chứ còn ngoài ra thì nếu mà ông nói được câu đó đấy, tôi nói nếu mà ông trở lại của Hào thôi, thì vấn đề kêu những cái chiến tranh phải chấm dứt. Thì đây là cái điều mà khi ông nói câu đó thì khi ông trở lại của Hào, chiến tranh phải chấm dứt. Đây là cái điều tôi phải lý luận như vậy, bởi vì nếu ông có cái uy quyền mà ông làm được chuyện đó thì chiến tranh phải chấm dứt. Đây là cái suy nghĩ của tôi. Ok, rồi. Cái thứ ba nó là gì? Như hồi nãy tôi trình bày đó, bà Tổng trưởng Kinh tế của Mỹ là bà Yellen đó, Dr. Yellen đó. Bà hiện tại đang có mặt tại tại Thổ với 4 ngày thăm viếng đó. Thì trong cái sự thăm viếng có là ông bà có cái sự trao đổi về vấn đề kinh tế rất là lớn lao, bởi vì bà sẽ gặp những cái thống đốc của tiểu bang lớn nhất đó là Quảng Đông đó, là bên cạnh Việt Nam của chúng ta đó, và tất cả chức sắc cao cấp ở đó, trong đó có phủ thủ tướng đó, để mà nói về chuyện kinh tế. Và đồng thời ngày mai thì bà sẽ bay lên Bắc Kinh, để mà nói chuyện với lại Phó Thủ tướng Lưu Hạc, với lại mấy người chức sắc. Tôi giữ cái đó, không, tôi không nghĩ là bà gặp được mình. Tất cả chuyện đó. Và cuối năm nay thì theo như cái lịch trình tôi biết đó, thì ông Tổng trưởng Ngoại giao Blinken ông cũng sẽ đến đến Tàu mình đó. Nhưng mà với cách nhìn của tôi đó, thì chính phủ của Tổng thống Biden họ cũng làm cho vấn đề ngoại giao thôi. Chứ vấn đề mà giải quyết chiến tranh thì tôi không tin được đâu. Tôi hoàn toàn không tin là sẽ có giải quyết kinh tế trong đại chiến tranh, không để giải quyết kinh tế. Tại vì với cái nhìn của tôi đó, là Hoa Kỳ họ không có chủ động trong vấn đề thực sự trực tiếp vào những cuộc chiến tranh này, mà họ chủ động thực sự trong vấn đề yểm trợ những cái chiến tranh này. Và đây là cái điều mà chúng ta thấy là ngay cả bên Biển Đông đó, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc Đại Lợi với lại Nam Hàn, và đặc biệt là những quốc gia có liên hệ như Việt Nam, hoặc là Philippines, hoặc mấy quốc gia đó đó, thì họ phải phải chủ động nhiều hơn. Đó, còn Mỹ họ họ yểm trợ tích cực trong vấn đề mà thúc giục và theo dõi đằng sau. Tôi nói ví dụ như như liên Đông Âu chẳng hạn đó, Hoa Kỳ họ biết rõ là Nga sổ kết quả,
Nga Sô kiệt quệ rồi. Và chính vì Nga Sô kiệt quệ vậy, bây giờ dù là Mỹ không có viện trợ, dù là cái sự chuẩn bị của NATO cũng chưa có nữa. Bằng chứng là 54 tỷ mà ký cho Ukraine, có đâu cũng có vũ khí đi qua quý vị, không có vũ khí đi qua. Và đây là cái điều mà nó đưa đến vấn đề bất lợi vô cùng. Nhưng may mắn đó là vì Nga Sô họ cũng kiệt quệ lắm rồi. Là chính vì kiệt quệ bây giờ đó, họ chỉ dùng cái đầu đạn hạt nhân. Và rồi hạt nhân như tôi đã trình bày quý vị đó, muốn đưa đầu đạn hạt nhân đi xa đi gần đó, là phải có hỏa tiễn có nghĩa là cái tên lửa đó. Vì nói tên lửa phải đẩy cái đầu đạn hạt nhân nó đi. Mà để mà gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa, tức là hỏa tiễn, thì Mỹ họ biết. Và để họ theo dõi rất là kỹ càng cái chuyện đó. Thì vấn đề mà để dùng dự sử dụng vũ khí hạt nhân cho vấn đề mà chiến tranh tại Đông Âu, hoặc là cho Nga đưa ra, hoặc là cho Bắc Triều Tiên đưa ra, thì không có đâu quý vị. Với cái nhìn của tôi không có. Ok. Rồi. Đó là cái vấn đề đã xảy ra. Ok. Yeah. Còn vấn đề kinh tế đó của Trung Quốc với Mỹ thì tôi không thấy được cái sự giải quyết nào được hết, dù là bà Yellen bà đi qua, nhưng bà chỉ tuyên bố những câu rất là vô thưởng vô phạt. Bà nói ôi trời, hàng hóa của Trung Quốc thặng dư, của sản xuất thặng dư quá nhiều. Đó là cái câu bà nói, nhưng mà thặng dư có liên quan đến Mỹ đâu, nếu Mỹ không không nhập cảng hàng đó vô thì coi như không. Thì chúng ta có thể nghĩ là tại vì Mỹ không nhập cảng nên hàng hóa nó thặng dư, chứ nếu Mỹ mà giờ cho nhập cảng nó đâu có thặng dư, đúng không? Thì đây là cái điều chúng ta phải nghĩ hai chiều, hai nhiều cái lời nói nó ra. Cái kết luận là gì? Là hàng hóa Trung Quốc bây giờ quá nhiều, ngoài vấn đề mà bất động sản, ngoài vấn đề trở ngại vấn đề kinh tế, trở ngại vấn đề xã hội, trở ngại vấn đề chính trị, vấn đề quân sự đó, thì vấn đề kinh tế bà đưa ra và cái hàng hóa nó trở ngại quá nhiều, đây là điều rõ ràng. Thì ai cũng biết chuyện đó hết. Và đây là cái điều mà tôi cũng đưa ra cho quý vị thấy luôn, là tôi lặp đi lặp lại là người Việt Nam đó, là bởi vì cái tỉnh Quảng Đông là cái tỉnh mà phát xuất cảnh nhiều nhất hàng hóa, mà tôi phải nói là cả hai bên bờ biên giới của Trung Quốc và Việt Nam đó, người Việt chúng ta ở đó quá nhiều quý vị. Hầu như là hàng hóa đưa từ tàu qua Việt Nam đó, là coi như vô điều kiện luôn, bởi vì hai bên đều là Việt Nam hết à. Mua đi bán lại đưa vào Việt Nam quá nhiều, và đây là cái điều tôi đang quan tâm, tôi đang lo lắng, tôi đang ưu tư cho cái nền kinh tế Việt Nam, bởi vì cái sự thẳng dư của Trung Quốc tại Việt Nam dưới những như cái hồi tháng 12 mà ông Tập Cận Bình qua Việt Nam đó, ông ta đã tuyên bố câu là sẽ gia tăng vấn đề hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với lại Trung Quốc đó. Thì cái sự mà hàng hóa Việt Nam đưa qua, tôi thấy trong 3 tháng đầu tiên của nước Việt Nam nó đã thẳng dư rồi, đã thẳng dư rồi. Đó là chưa kể vấn đề cái lạm phát của Việt Nam mà xảy ra, mà quý vị thấy rõ ràng là qua cái giá vàng đi lên đó, lên khủng khiếp vậy. Cao hơn cả giá vàng đấu giá ở bên thị trường thế giới nó là khác. Thì đây là cái điều tôi nói để quý vị thấy rõ rằng cái sự ưu tiên mà người dân họ không có tin tưởng đối nền kinh tế của Việt Nam, bởi vì cái sự thẳng dư hàng hóa đó, hoặc là cái sự mà bóp kẹt cái kinh tế của Việt Nam bằng những hàng hóa của Trung Quốc. Ok. Đó là phần nôm na là vấn đề kinh tế nó là như vậy. Rồi ngoài những vấn đề đó ra thì cái vấn đề tranh chấp của Biển Đông thì chúng ta thấy rất rõ ràng là Philippines là một quốc gia rất là tích cực trong vấn đề mà chống đối Trung Quốc tại cái Biển Đông. Thì cho đến giờ này thì Việt Nam chúng ta thì vẫn còn yên ổn, chúng ta chỉ lên tiếng là đòi hỏi cái vấn đề chủ quyền này kia chỉ bằng miệng thôi, chứ chưa có một cái sự xô xát này, chưa có sự đối diện nào giống như Philippines với lại Trung Quốc hết. Ok. Đấy. Rồi. Thì đó là phần thứ nhất, vấn đề thời sự của nước Mỹ và thế giới. Thì qua phần thứ hai, đúng không? Thứ hai là tôi nói vấn đề đầu tư. Thì như tuần vừa rồi đó, tôi có trình bày với quý vị là cái DJT đó, là cái cổ phiếu của ông Donald J. Donald J. Trump đó. Thì cái symbol là DJT đó. Thì cái đó đó, tôi đã nói với quý vị ngay lúc đầu là DJT nó giống như là VinFast với lại SPAC, thì hai bên giống hệt nhau, nó chỉ khác đi là cái SPAC của DJT đó họ đã trade hơn 2 năm nay rồi, và cái giá nó đứng tại 41 42 đồng. Đó lúc đầu tôi mua đây, tôi nói thật khi mà tôi qua bên nói chuyện này lúc là khoảng
từ 12 đến 18 đồng. Thì tôi mua lúc đó cũng từ 12 đến 16 đồng trung bình thôi. Thì tôi cũng mua lúc đó, nhưng mà lúc đó nó cũng chưa có thật sự là DJT, không có, nó chưa có thị trường. Chưa có thị trường, nó develop nhưng chưa có thị trường. Thì cái cổ phiếu của ông Trump nó cũng là TM TG. Đó, nhưng mà nó không có trading, nó đẻ công đẻ cổ phiếu ra. Mục đích chính là để nó merging với lại DWAC. Mà DWAC là họ đã đánh tiếng trước rằng họ sẽ merging với lại TMTG của ông Trump. Và chính vì vậy nên cái cổ phiếu này nó đã trade trong suốt 2-3 năm qua. Dù là không có profit, dù là không có gì hết, nó vẫn lên đến nằm, nó nằm thực sự lúc đó lên 80 mấy 90 đồng rồi. Xong nó xuống lại 41, 42 đồng, lên nằm 41, 42 đồng. Bây giờ nó cũng đang nằm thì cũng cái mức đó thôi. Đó, năm nay là như vậy. Thì khi mà ông Trump ông ấy, tôi phải nói là windfall đó, tức là khi mà ông merging từ cái TMTG đó qua bên này, thì cổ phiếu TMTG không có trade, nó chỉ có bao nhiêu cổ phiếu đó thôi. Và khi mà đưa qua cái DWAC đó thì một với một, thì ông Trump ông có 80 triệu cổ phần, thì ông nhân lên với cái cổ phiếu lúc đó là lên 40, 80, 60 mấy, 7, 60 mấy đồng nữa. Thì ông nhân lên ông có tài sản thôi. Thì bây giờ nó xuống 42 đồng, thí dụ như vậy. Thì cũng nhân với 80 triệu cổ phiếu thì ông vẫn có 3 tỷ trong cái số tiền đó. Tôi nói là tiền windfall đó, tức là tiền trên trời rơi xuống đó. Tại vì cái đó nó chưa có trade, chưa thực sự cái công ty nó chưa có profit. Năm ngoái, năm 2023 vừa rồi đó, TMTG đó, nó lỗ 58 tỷ. À, xin lỗi, 58 triệu. Bởi vì vấn đề mainly dùng developing thôi, chứ nó đâu có tung vào thị trường đâu. Đó. Thì đó là cái vấn đề tôi chia sẻ để quý vị thấy cái vấn đề, cái tình trạng nó như thế nào. Và với tôi đó, tôi mong nó xuống nữa. Tại gì? Tại vì hôm như năm hồi tuần trước tôi có nói quý vị đó, là tôi cũng khoảng 1.000 cổ phần đó, thì tôi bán 800 rồi. Lúc nó lên tôi biết là vì nó chưa có thị trường, nó chưa có gì hết, thì nó sẽ xuống lại thôi. Và tôi mong nó xuống thấp hơn nữa, xuống khoảng 20 đồng thì tôi mua. Tôi nói thật như vậy. Còn mà có bảo xuống dưới mà 2 đồng thì tôi không tin đâu. Mà xuống tới 20 đồng thì có thể. Tôi cũng tin 20 đồng hơi khó đó. Tại vì nó nằm ở cái mức độ mà 41, 42 đồng trong vòng 3 năm qua. Nó nằm ở lúc nó hoài chỗ đó thôi. Thì bây giờ nó cũng, nếu mà thị trường có xuống dữ dội, nó cũng chỉ khoảng ngoài trên dưới 30, chứ không thể nào mà xuống thấp được. Đây là cái điều tôi chia sẻ đó. Thì tương tự như vậy đó, thì một cái cổ phiếu của ông là rất là nổi tiếng đó, của một người mà giàu nhất hành tinh bây giờ qua năm nay đứng thứ hai rồi, nhưng mà đứng số 1 hả? Anh nói gì? Anh muốn nói ông Alan Moss Elon Musk, đúng rồi. Elon Musk xuống thứ hai rồi chứ mà số 1 không? Dạ, nữa. xuống số 2. Rồi xuống số 2 rồi. Đó. Cái tay mà lên số 1 là tay bên 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 bên, bên thời trang với quần áo bên 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 bên, bên Pháp Pháp ấy. Đúng rồi, ông mua số 1 đó, ông tự nó xuống số 2. Nhưng mà cái thanh dần mà người ta đã tính toán là TSLE có thể xuống 14 đồng nữa, nhưng với tôi thì chuyện không thể xảy ra. Hiện nay đang đứng ở 165 đồng, nhưng mà nếu xuống 150 đồng là tôi cũng nhảy vào tôi mua, chứ đừng để chờ xuống tới 14 đồng. Lý do là tại vì như thế này, người ta đặt trọng tâm với cái TSLE quá nhiều, bởi vì có cái Tesla đó là cái thứ nhất. Người ta đặt trọng tâm vào đó quá nhiều, tại vì xe điện không phải là cái xe điện để mà cho làm cho người ta chạy đường trường. Những người đi họ mua xe, họ không nghĩ được cái chuyện đó, họ mua xe để chạy đường trường đó thì mới là trở ngại thôi. Chứ còn ngoài ra, xe đó chế ra mà để cho bán cho những cái hãng chuyển vận hàng hóa, như để phân phối hàng hóa địa phương trong thành phố chẳng hạn, thì cái xe rất là thực dụng. Tại sao? Tại vì nó chạy trong thành phố, và cộng thêm đó là nó chạy sáng đi chiều về, là chạc lại trong công ty chẳng hạn, thì nó không có gì ảnh hưởng hết á. Thì đây là cái điều rất là rõ ràng. Tôi đã thi USPS chẳng hạn, Post Office, hoặc là FedEx, hoặc là Amazon, hay là UPS, mấy công ty đó nó mua cả bao nhiêu xe, mỗi một tiểu bang là bao nhiêu xe để mà gì, để mà nó phân phối hàng hóa đó. Thì cái đó là không gì ảnh hưởng hết á, nó vẫn có tài sản, vẫn có lợi tức như thường, đâu có ảnh hưởng bao giờ. Anh chạy đi ra nước ngoài, nó không, xin lỗi, chạy qua tiểu bang khác đó. Rồi một cái vấn đề chở chạc cái phone, chạc pin nó là điều quan trọng, tại vì nó không có chỗ. Tôi thí dụ tôi mua khách sạn, mà khách sạn nó không có sạc pin, tôi làm gì bây giờ? Tôi phải tìm khách sạn có chỗ sạc pin.
đúng không? Để tôi ở đêm là tôi mới sạc được chứ. Và cái thứ hai là đâu phải là anh chạy được cả ngày là anh mới chưa hết pin đâu, anh chạy cả ngày phải chạy sạc ba lần nó là khác, tôi phải chạy đường trường mà anh hết điện nó phải sạc thôi. Thế mà anh đứng anh sạc mà 25, 30 phút, 40 phút là mà rất là phiền phức, trong khi anh đổ xăng hết 5-10 phút thôi. Đây là cái điều rất là rõ ràng. Cái điều thứ hai mà ảnh hưởng cho đến vấn đề của Elon Musk là cái vấn đề Twitter đó, tức là bây giờ là X đó. Thì bây giờ cũng đang đi xuống. Đang xuống thì nó có thể tệ hại hơn nữa là bởi vì cái DJT đó, cái cổ phiếu của ông Trump là trút sơ số đó, mà như tôi trình bày với quý vị đó là vấn đề mà kiểm duyệt nó xảy ra, thì bây giờ cái trút sơ số nó được ra đời như vậy mà cổ phiếu reaction nó đi lên như vậy, tức là nó có lợi điểm trong vấn đề là nó sẽ nhận được cái vấn đề cáo nhiều hơn và có lợi tức nhiều hơn trong đó, thì cổ phiếu sẽ lên lại. Thì là cái điều mình đang ở sum vậy thôi, cái cho đến giờ này nó chưa xảy ra, nhưng mà mình nhìn cái cổ phiếu của TSWA đó, TSLA đó, có thể thấy được cái chuyện nó xảy ra như vậy. Nhưng bảo TSLA mà đi xuống thì cũng khó lắm. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì công ty TSLA nó có nhiều cái sản phẩm khác nhau mà là thuộc lại dữ dội không à. Cho nó thí dụ như vấn đề mà đưa vệ tinh lên 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 quỹ đạo. Quý vị thấy rõ ràng không? Đó, đâu có bao nhiêu quốc gia được đưa lên trên quỹ đạo, đưa vệ tinh lên đó đâu. Mà Elon Musk tức là TSLA họ làm cái chuyện đó. Đó là cái thứ nhất. Cái điều Nhưng thứ hai. mà em đọc cái behind á, em đọc phía sau nhưng phải đọc phía trước. Đọc phía trước là ai cũng thấy, đọc phía sau là sau cái giờ trading vào thứ hôm qua sau 4 giờ chiều giờ miền Đông hay là 1 giờ chiều giờ miền Tây á, thì cổ phiếu của Elon Musk, của Tesla nó vọt lên khá nhiều anh biết không? Vâng, thì đó thì tôi nói vậy, tại vì cái công ty đó đó nó có nhiều cổ, nhiều 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 product khác nhau mà thứ thứ dữ không à. Tôi đó thì, cái sự là cái SpaceX á, tức là cái đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Cái thứ hai là cái Starlink. Cái kỹ thuật revolution về Starlink, về 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 điện thoại đó. Nói chuyện đó bằng tiếng nó trang bị cho bên Ukraine đó. Đó quý vị thấy nó rất là dữ dội. Thì đó đó là hai cái mà tôi nói đi rồi, trong đó nó có tất cả 6 loại. 6 7 loại nữa nó khác nhau như vậy. Nên vấn đề bảo là TSOE đi xuống thì tôi không tin. Nhưng mà nếu mà quý vị hỏi tôi vấn đề đầu tư như thế nào đó thì tôi xin thưa đó, hiện tại bây giờ nó xuống 166 đồng là cũng hơi nhiều rồi đó. Nhưng mà nếu nó xuống thêm 150 đó, tôi chờ cái nền kinh tế nó nhẹ nhàng đi chút, nó soft đi thêm một chút nữa đó, là xuống có 150 đó, tôi mua 10 xe thôi, 100 xe thôi. Đừng có mua nhiều. Rồi nó xuống nữa anh mua nữa, mình xuống mua nữa. Tại sao? Tại vì với tất cả những kỹ thuật của TSOE không thể là nó out business được. Đó. Thì nó sẽ điều chỉnh lại thôi. Đó, còn vấn đề mà quý vị hỏi tôi vấn đề đầu tư như nào thì tôi đã trình bày như kỳ vừa tuần vừa rồi, tôi đã nói rõ ràng quý vị rồi là tôi để 60% là cash và 30% là đến công ty stable, chỉ có 10% là tôi đưa vấn đề nguy hiểm thôi. Mà trong cái nguy hiểm đó là tôi phải bỏ những công ty mà chắc chắn là, thì tôi mới dám ăn bỏ, còn thôi không có 60, 70, 80% thì tôi không có mua. Tôi không mua, tôi chắc chắn nó là như vậy. Ngay cả tiền Bitcoin tôi cũng vậy. Nó tôi mua lúc nó thấp thật là thấp, là ném đó. Nhưng mà vài ba năm sau nó lên cái tôi bán một ít, tôi nhảy ra. Rồi tôi ném tiền đó tôi vẫn lấy từng lời của nó rồi tôi nhảy ra. Tôi mua thêm nó thấp xuống thì cái allocate số tiền tôi sẵn sàng để mất. Nhưng mà trong cái mất đó thì nó lên rất là mạnh. Thì mình không đến nỗi mình tệ. Đó. Còn những công ty mà tôi nói thẳng mà tôi để long term đó, như chẳng như Home Depot chẳng hạn, đó. Home Depot tôi không có ngại, nó xuống 10% là tôi còn mong tôi mua thêm nữa, hoặc là MCD, McDonald's, vì thế nó cả trên thế giới nó có 38.000 cái tiệm rồi, nó chỉ cần 3 năm nữa nó lên tới thêm 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 12.000 tiệm nữa là 50.000, làm sao nó chết được, đó. Hoặc là mới đây nhất là một công ty nữa mà đang gặp trở ngại trong vấn đề cái máy bay 737 chẳng hạn, đó là Boeing, vì thế Boeing không? Đó bây giờ nó xuống cũng 178, tới cái nhảy ông Brit thì những cái chuyện đó nó không bao giờ nó trở lại được. Đó, ngoài cái vấn đề đó thì những công ty mà nó đứng vấn đề tiêu chuẩn, set up tính tiêu chuẩn cho chính phủ đó, nó luôn luôn có sự tài trợ bởi chính phủ đó, tức như IBM, AT&T chẳng hạn đó, họ đều có chuyện nó lock hết mặt tính, nó đều có chuyện đó.
thì tôi chia sẻ để quý vị thấy những công ty rất là stable. Ok, đó thì đây là tôi muốn giữ dài hạn. Ngoài cái ngoài dài hạn nữa, tại sao tôi giữ cái 60% tiền mặt, lý rất là dễ hiểu quý vị. Tại với cái tuổi của tôi đó, như cái tuổi quý vị đó, nếu mà ngoài trên đó, giả sử như kinh tế mà nó sụp cái rầm một cái, nó reset đó, recession đó, nó suy thoái đó, mà quý vị ôm chủ phí nhiều quá đó, quý vị có thể 3 năm 5 năm nó chưa 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 có recover lại được, chưa lấy lại được, đúng không? Tại sao mà cái tuổi của mình không chờ đợi được? Nhưng mà nếu mà quý vị muốn đầu tư cho cháu nội cháu ngoại mấy đứa còn trẻ đó, thì mua mỗi một thứ vài ba cổ phần là để trong cái chương mục custodian của quý vị đó, để cho tụi nó mai mốt 18 12 chục năm sau thì chắc chắn quý vị không có chết, chắc chắn không có chết. Tại sao? Tụi nó lên cái nó sẽ split, nó split. Tụi nó thí dụ như quý vị thấy quý vị mua McDonald's mà như năm tỷ nạn mình qua đây mua chẳng hạn, thì kỳ này nó split tới 13 lần rồi. Home Depot cũng 10, Home Depot cũng 13, 10 lần trở lên rồi. Thì quý vị thấy nó split như vậy thì quý vị cứ tưởng tượng là cái cổ phiếu của quý vị nó lên dễ sợ như thế nào. Đó. Thì đây là cái điều tôi chia sẻ để quý vị thấy nếu mình có thời gian. Nhưng như tôi nói, nếu mà tôi trở lại được đó, thì tôi có thể làm khác đi. Tại vì mình hiểu được hết đó. Cái lúc trước thì nhất là cái giai đoạn lúc mà từ từ 1975 mà qua tới 2000, năm 2000 chẳng hạn. Thứ nhất là mình không biết gì. Cái thứ hai là không có mạng lưới nữa. Mình muốn mua cổ phiếu mua gì mình phải qua hàng broker. Còn bây giờ thì mình tự động mình chơi ở trên trên mạng lưới được, mình tự động mua trên mạng lưới được. Mình chỉ có mở account rồi mình mua tự động mình làm đấy một mình chứ mình không qua một người nào hết. Đây là cái điều rất là đơn giản, rất là rõ ràng. Ok. Thì đó chỉ chia sẻ quý vị cái vấn đề những cái chuyện cuộc sống của mình ra vậy có thật với vực lực đạo. Thì đây là cái điều mà thì tôi với tôi đó DJT Tista là đối với tôi nó cũng như là ngàn cổ phiếu khác thôi. Nhưng mà khi mà tôi thấy nó có cơ hội là tôi ăn. Bằng chứng là tôi mua cái thằng DJT đó là đi WAC đó, tôi mua từ 12 đến 16 rồi xong tôi mua nó lên lên từ từ từ, tôi biết là kẹt em rồi, giống như support tôi để đó, tôi không cần biết. Đến khi mà ông Trump tung ra cái đó thì lên 80, 60 mấy, 80 mấy rồi mới xuống 61 rồi thì tôi bán tôi nhảy ra vì tôi biết rằng là nó sẽ còn xuống nữa, tôi nhảy vô sau này vẫn còn kịp như thường, thì tôi không cần phải 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 vội vã để nhảy vô thì mới lấy tiền ra thôi. Thì dù là quý vị đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa hay dù là vấn đề mà làm bất cứ cái chuyện gì đó, trong vấn đề chính chúng ta phải nghĩ đến cái lợi tức, cái quyền lợi của chúng ta đó, thì chúng ta có thật mới vực được đạo, đây là điều chắc chắn là như vậy. Thì đây là cái điều mà tôi nói để quý vị thấy là nếu chúng ta thấy cơ hội của TSOE và của DJT mà nó xuống thì chúng ta nhảy vô mua. Nhảy mua. Đây là một trong hai cái cổ phiếu mà tuần vừa rồi nó sôi động. Tôi đem được tôi làm ví dụ cho quý vị thấy thôi. Chứ còn ngoài ra là tôi chả có ý gì trong hai cái công ty đó hết. Nhưng mà cái điều chắc chắn là đây là một cách để mà mình kiếm tiền. Cái thì kiếm tiền giống như Bitcoin vậy. Tôi biết nó không chết nhưng mà khi nó xuống 20.000 hay là 17 18 mình nhảy vô mua ít ít là lên 60 70.000 như vậy, ví dụ như vậy. Đây là cái điều mà chúng ta làm. Còn đường day trading thì tôi đề nghị quý vị không nên, không nên, tại vì chúng ta phải mua cái thời gian, chúng ta nhiều khi chúng ta không có thời gian trong vấn đề day trading nên bây giờ rất là quan trọng với chuyện đó. Vì nhảy mua mua một một vài ba tiếng sau cái cổ phiếu nó điều chỉnh cũng kịp, thì chúng ta mua buôn bán cổ phiếu theo cái thời gian thì rất là nguy hiểm. Có thể sau sau 2 ngày nó lên nhưng mà trong trong vòng 1 ngày quý vị mua trong có ngày thì nó xuống rồi thì chúng ta lỗ, thì cái đó không nên. Đây là cái điều tôi chia sẻ với quý vị đấy, trong vấn đề đầu tư nó là như vậy. Ok rồi, còn gì nữa Rồi anh? bây giờ sang cái mục vui vui chút xíu. Bài cấu trúc bài nói chuyện của anh Văn Lương cho quý vị thấy trong một vài tuần vừa qua nó đang đi đến một cái vấn đề. Điểm thứ nhất là điểm những sự kiện đang nóng trên thế giới của Mỹ. Như kỳ này điểm về tin Do Thái, vấn đề Ukraine, Do Thái. Rồi điểm về một số cái tin các nước Hồi giáo Trung Đông. Để cho quý vị biết cái toàn cảnh chút xíu của thế giới thì có gì người đang xảy ra tin Đông Nam Á, Trung Quốc này nọ, là một số toàn cảnh thế giới.
không? Sau đó nhảy vô một chút một cái một câu chuyện của Hoa Kỳ kinh tế gì vân vân. Những vấn đề đáng quan tâm thì kỳ này để stock của ông Trump, DJT và stock của Tesla như thế nào. Và cái cuối cùng là một câu chuyện có tính chất là mà tôi rất là thích cái câu chuyện cuối cùng của anh. Thời sự tôi đọc nhiều, thời sự năm đọc nhiều. Nhưng mà câu chuyện cuối cùng anh nó có cái gì đặc biệt, nó đóng dấu riêng anh. Cái câu chuyện anh Lương trình bày nó khác với một số người khác là anh là thuật mình đề cập một vấn đề nào đó của Hoa Kỳ quốc tế, nhưng song song vào đó là có vấn đề bình luận nữa, chứ không phải chỉ nói tin không, mà song song đó anh kèm vấn đề bình luận. Câu chuyện sẽ như vậy thì ông nghĩ như thế nào, nó sẽ ra sao, có một chút bình luận nghe cũng rất là thú. Cho nên nghe của ông Nguyễn Văn Lương nó khác với nghe trên coi trên Yahoo hay là CNN hay là Fox này nọ, bởi vì lý do là có một chút bình luận, nó tạo cho cái dáng vẻ riêng, cái nhìn cái bản tin của thế giới đó qua lăng kính của người Việt và người Việt tại tại Mỹ nữa. Cho nên đó là cái gì riêng của anh. Và cái cuối cùng là có một câu chuyện vừa kiến thức và chuyện phím, chẳng hạn chuyện châm biếm, chẳng hạn chuyện lần này anh đề cập đến cái chuyện là gì, là gì đó, cái chuyện anh đề cập đến này là tự trọng và tự ái, tự trọng và tự ti. Tôi cũng đang muốn lắng nghe câu chuyện của anh, phải anh chưa? Vâng, thì nói như thế vậy, tôi làm việc đó thì tôi phải khách quan mà nói đó. Người ta có nói câu là trong cái cộng đồng mình nó có nói thôi, nếu một người làm việc rất là tốt mà hai ba người làm việc kéo nhau xuống không à, đúng không? Đó, anh có nghe Thì câu đó con cua Việt Nam và cua Mỹ. không? Thì cái đó tôi cũng đồng ý 100% luôn. Tại sao như vậy? Tôi làm việc cho công ty biết, nếu mà anh làm trong assembly line đó, là ngồi với nhau anh thấy là đủ chuyện hết rồi. Nhưng mà anh làm phía trên này thì không ai hơn anh được hết rồi. Mà có, tại sao trong suốt thời gian tôi làm việc với công ty đó, tôi ít khi tôi đối diện với quý vị bên ngoài nhiều. Tôi phải khách quan mà nói như vậy. Tại sao? Cái vì thay vì quý vị muốn nghe tôi nói hay quý vị bất mãn, muốn nghe đồng ý trong cái cộng đồng của mình thôi, chia sẻ với nhau không được. Quý vị có thể viết thư nặc danh cho ông sếp thôi chẳng hạn. Làm cho ông làm phiền ông, phải không? Tôi đã bị gặp một lần rồi chứ không phải không. Tôi gặp một lần rồi. Hồi xưa tôi làm AT&T tại Florida, tôi làm một lần, tôi bị một lần rồi. Là chỗ nào? Khi mà cộng đồng ở đây mới thành lập, họ xin tôi in 400 tờ vào tờ báo một tháng để mà phân phối cho đồng bào. Thì 400 tờ là bảo 8 trang. Đối với tôi thì 8 trang nó quá nhỏ đi. Tôi vẫn thôi gì? Tôi làm hai tờ 11, 17 là tôi gấp lại là thành là 8 trang rồi. Thì tôi bảo layout tất cả cho in trong vòng nửa tiếng xong rồi. Nhưng mà cái kỳ đó là khi gửi ra cái tự nhiên ông sếp tôi không nhận được thư nặc danh là cái bản tin được in bởi AT&T đó mà lạm dụng văn phòng phẩm của AT&T ở thưa tôi. Đã bảo tôi là người làm cái chuyện đó. Tôi chữ tiếng Việt mà, in tiếng Việt. Thế ông sếp tôi ông kêu tôi lên ông nói mày làm rất là tốt này kia, nhưng mà để vào trong một câu cho đừng làm phiền tao là bản tin này được sự bảo trợ của công ty viễn thông AT&T. Thì để vô cái tự nhiên là họ câm lên, tức là làm hợp pháp, là tôi đâu làm dấu giếm đâu mà tôi sợ đó. Nhưng mà khi tôi đề câu đó vô đó thì nó có trở ngại gì quý vị biết không, là lúc đó rồi Nhật cũng xin, rồi Tàu cũng nguyên, rồi Thái cũng nguyên, rồi Philippines, tất cả đều xin hết. Đó thì đâm ra cái chuyện ngại là nó, tôi không thể nào tôi cho được tất cả được, trong khi tôi có cảm tình với lại cộng đồng mình, tôi cho cộng đồng mình thôi. Nhưng khi nó xảy ra như vậy thì đúng rồi, AT&T nó phải có cái phương pháp khác. Nó bắt thành lập một cái công ty là Asian Community thì nó mới cho. Còn một công ty nó, một một quốc gia nó không cho. Đó, ví dụ như vậy, đó là cái sự học hỏi của tôi đó. Nhưng mà cái quan trọng là nó không phải là vấn đề đâu. Quan trọng là vì tôi giúp cho cộng đồng nhưng mà họ là gièm pha. Họ viết thư nặc danh gửi cho ông sếp tôi là tôi làm cái chuyện lấy văn phòng, lợi dụng văn phòng học. Okay. Thì đây là cái điều mà tôi phải khách quan đó, là cái sự hơn thua của cái cộng đồng mình trong cá nhân hơn thua của mình nó có chứ không phải không. Tôi chứng minh cho quý vị thấy cái chuyện đó. Chẳng có chứ không phải không đâu. Thì trong cái sự tôi chứng minh chuyện đó để quý vị thấy làm gì? Là về cái sự tự trọng với tự ái của con người, cái sự tự ti và tự tôn của con người. Tôi phải nói thẳng quý vị như cái sự tự ti của quý vị đó nó đưa đến vấn đề là quý vị chạy trốn,
Hoặc là quý vị tìm cách, quý vị bực tức, quý vị tìm cách, quý vị muốn hơn người ta, quý vị đi ám hại người ta. Đấy là cái điều mà chúng ta phải thấy cho nó. Mà trong một cái sự ám hại đối với tôi á, thì tôi làm việc tôi cũng sợ, tại vì nó rõ ràng. Nhưng mà khi mà làm phiền đến người sếp của tôi đó, thì tôi cảm thấy nó không đúng, năm nào là như vậy. Chứ tôi không ngoài là bảo tôi sợ, tại tôi làm việc đàng hoàng tôi cũng sợ đó. Nhưng mà chính vì vậy tôi tìm cách tôi làm việc khác đi thì thôi. Thì trở lại vấn đề, thì biết tại sao tôi mới có sự tự trọng, tự ái, làm sao tôi có tự ti tự tôn. Thì cái tự trọng á, là cho mình biết được cái khái niệm là rằng là cái niềm tin và cái giá trị của cá nhân của một con người. Nhưng có những người họ không có cái niềm tin và cái giá trị của họ, mà họ muốn hơn, họ muốn ca tụng cao lên đó, thì đó là sao họ đưa ra cái sự tự ái. Tại vì thấy mẹ thằng nó hơn mình, vậy làm sao nó thổi thua mình. Chứ thật sự nếu nó hơn với tài cán của mình phải phục nó. Đối với tường Mỹ nó phải phục đó. Tôi nói thật quý vị, như Việt Nam nó không có cái sự phục đó. Muốn hơn thua nhau dù là cái tiếng, mà tôi nó phải thú thật, người Việt Nam mình hơn nhau về cái tiếng rất là nhiều. Có tiếng mà không có miếng đó, nhưng mà vẫn hơn, vẫn hơn. Đó là lý do tại sao mà họ nói việc gì đó, việc nhà thì nhát, việc chữ pháp thì xin đó. Cứ ra quê làm việc là gì, cứ nổi tiếng không, mà làm nhà đâu có nổi tiếng. Thì nôm na nó là như vậy đó. Thì đâm từ những chuyện nó xảy ra đó, quý vị hơn thua nhau quá nhiều, quá nhiều đó. Thì từ cái vấn đề hơn thua đó, tôi phải nói thẳng quý vị, quý vị tự ái nó mất thở mất thì giờ. Bởi vì sao, trong cái xã hội tôi đi đó, tôi khách quan mà nói, dốc rất nhiều, dốc rất nhiều quý vị. Và chính vì cái vị tự ái, cái vị bực tức, cái vị tức bức với cái dốc của người ta đó. Tôi nói thẳng quý vị như vậy đó. Có dốc không à, tôi nói ngay cả vấn đề bằng cấp. Người Việt Nam mình, tôi xin lỗi quý vị đó, mang tiếng có học, nhưng học không phải vì để áp dụng, không phải học vấn đề học viết, học để lấy cái bằng hay là học cầm cái giấy tờ để làm gì, để làm le, để ham danh trong cái xã hội mình. Chứ thật sự họ chưa kiếm được tiền bằng cái đó. Rất nhiều người nói tôi luật sư nhưng mà cầm cầm microphone nói chuyện, đúng không? Thì cái đó tôi và tôi MC cha rồi, tôi luật sư làm gì, đúng không? Cái quyền làm việc cũng vậy, quý vị là rất mối trong ông luật sư của Mỹ. Nó quý vị thầy cũng phụ tá pháp lý trả rồi, quý vị không nói, quý vị tôi luật sư chẳng hạn, còn là kiếm danh đó. Đó những cái ví dụ nhỏ nhỏ như vậy, tôi cho quý vị thấy như vậy. Hoặc là quý vị nó in mua cái bằng bà lẩm cẩm đó đó. Quý vị tôi thật ngay cả quý vị nói quý vị là tiến sĩ đó, tôi không biết là quý vị làm cái trò gì nữa. Quý vị làm trò gì nữa? Thì đó là những cái sự tự ti, thì đâm ra mình tự tôn mình phải làm bao trò, bỏ tiền ra làm cái chuyện vô bổ, chuyện vô ích đó. Tôi nói thẳng như vậy. Lý do tại sao tôi nói như vậy, nó kêu quý vị làm tiến sĩ mà quý vị biết vai trò tiến sĩ quý vị làm cái gì không? Tôi hỏi thẳng quý vị câu đó đó, làm gì cái gì. Rồi ngay cả những người bây giờ bên này cũng vậy, rất nhất là thập niên 80 90 cũng vậy. Biết bao nhiêu người cứ nghĩ là Việt Nam là những người chỉ có đại học mới là thành công, mới có tiền thôi. Nên khi mà họ có tiền được là về Việt Nam mà hí hố, họ chứng tỏ là họ thành công. Về Việt Nam là ông này ông kia, bằng này bằng kia, sếp này sếp kia, ta đây không à. Sau này họ biết được là có bên này, xin lỗi, không biết tiếng Anh, đi làm cu li cũng có tiền. Nước Mỹ nó là như vậy, nó không phải là phải có bằng cấp mới có tiền đó. Mà chính vì vậy nên cuối cùng bỏ tiền nó cứ bị mua mua cái danh hiệu, danh vô ích đó. Cũng như người đi đi mua cái bằng bà lát bà sàn đó, bỏ tiền nó mua, tôi nó phải là phí phí tiền và phí bằng thôi, tại vì cái bằng đâu có áp dụng được cái gì đâu. Tôi phải nói thẳng ngay cái bằng bị đi mua đó, bằng ba lát ba sàn đó, nó tệ hơn cái bằng cộng sản Việt Nam. Quý vị nói bằng cộng sản Việt Nam mà lò ấp tiến sĩ đúng không, lò ấp tiến sĩ đúng không, đúng. Nhưng mà ít nhất tụi nó sử dụng với nhau được, để nó lòe người dân, nó ép người dân của Việt Nam. Còn bên này quý vị sử dụng được không? Sử dụng được không? Không. Cái cầm về Việt Nam cái làm le, cái đi khoe này cái kia làm le, nhưng cuối cùng quý là người bao người ta ăn, người ta đến càng đông người càng khen nhiều, cái vị là người tốn tiền. Quý nổ với phùng môi trợn mắt, quý nổ thì quý làm cái gì, không làm được cái gì hết. Mà ngay cả quý vị bây giờ quý vị mở miệng quý vị nói tiến sĩ với tôi đó, tôi xin lỗi đó. Tôi mà mở miệng tôi hỏi ngược quý vị là quý vị chạy lên thì mắc cỡ đấy. Tôi dám nói quý vị câu đấy, và hồi tuần vừa rồi tôi có nói với quý vị rất là rõ ràng cái câu đó. Cả cái nước Mỹ nữa, đây có mà năm cái bằng tiến sĩ, năm năm triệu người là tiến sĩ thực sự, không có nhiều. Mà 5 triệu người đó quý vị thấy một nửa triệu người là tiến sĩ danh dự,
là những người vô trường đại học này kia nói chuyện này kia đó, họ cho bằng, là những người đóng góp cho cơ công ty, cho trường học rất là nhiều, họ cho cái bằng kinh nghiệm để mình ghi công thôi chứ không phải là gì hết. Nhưng với tôi đó, tôi nói thật quý vị đó, những người mà drop out nhưng mà như ông Mạc, là như như Bill Gates chẳng hạn, hay là Steve Jobs của Apple chẳng hạn, họ nói hơn tiến sĩ nó khác, họ đâu cần có bằng đâu. Tại vì sao? Cái khả năng của họ họ đưa ra nhưng mà còn hơn cái luận án tiến sĩ rồi, không cần phải 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 đi mua ba cái bản bình cẩm làm ba chuyện ba lá phá sản đó. Đó là cái tôi chia sẻ để quý vị thấy rất là rõ ràng những cái chuyện như ok. Còn quý vị làm việc thực sự đó thì tôi nói thẳng cho quý vị thấy vấn đề bằng cấp trước khi chúng ta nói vấn đề tự tôn tự ti, thì cái vấn đề chính ngay cả cái chữ bác sĩ cũng vậy, cái tiến sĩ cũng vậy, nó có hai nghĩa ở trong đó. Một cái nghĩa nó rõ ràng đó là cho nghề nghiệp, và có một nghĩa thứ hai nữa là cho văn hóa, hai cái nghĩa khác nhau đó. Những người tôi nói như bác sĩ, ông bác sĩ đi, ông đi làm việc cao cấp nhất trong cái ngành y khoa đó thì kêu ông bác sĩ, ngay cả dentist cũng vậy, quý vị có quyền kêu dentist, có quyền kêu bác sĩ, nhưng thực sự cái khả năng của dentist là chỉ ngang hàng với lại cử nhân đó, hoặc là cái bằng JD của luật sư chẳng hạn. Cái bằng JD nó không có nghĩa gì hết đó. Quý vị mà luật là tiến sĩ luật, cái đó là sai. Cái JD là chỉ cho qualify quý vị cho cái lĩnh vực để mà nhảy vô để tìm cách thực hành để trở thành luật sư, đi thực tập đó để trở thành luật sư. Cái chữ JD mục đích chính là được qualify quý vị cho vấn đề đi thực tập thôi, chứ chả là cái gì hết. Mà quý vị một gì cho tiến sĩ luật chẳng hạn, nó là sai sai. Rồi thậm chí mới đây nữa, tôi nói thật, tôi nói chuyện với người bạn tôi cũng vậy. Nó nói, ôi về nhà nào cũng có bằng bằng tiến sĩ hết rồi, tại sao? Tại vì cháu họ đó học dược sĩ đó, học thêm 1 năm cái lấy phạm đi, tức là PhD rồi. Tôi bảo cái đó là lại sai nữa. Cái chữ PhD mà cái chữ phạm đi đó là chữ pharmacy doctor, cái đó là bằng 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 nghề nghiệp thôi. Tại sao tôi nói như vậy? Ăn sáng giờ. Trong nước Mỹ này đó, kể từ Dạ năm thế. 15 năm trước Xin lỗi mới em có làm em chào anh. mới đây Đi nhất bây giờ nước cuộc nó cũng về anh cũng đi thôi. Chạy ra được dạ. thì cái giữ có sự tranh tranh Để cãi hôm nhau qua xin về rất là đó, có sự tranh cãi nhau giữa bác sĩ và dược sĩ. Ông bác sĩ thì ông quên biết bao nhiêu cái loại thuốc mà gọi là bị obsolete, bị thay đổi, bị bỏ ra khỏi thị trường, ông không có update được cái chuyện đó, mà dược sĩ nó update được chuyện đó. Và khi nó update được chuyện đó thì nó mỗi lần cái prescription, được cái tờ đơn tờ thuốc mà đưa đến cho dược sĩ đó, thì cái thuốc nó sai rồi, cái ông dược sĩ luôn bệnh viện nó chồng ở đấy mà tao là bác sĩ, mày dược sĩ mày nghe lời tao, thì đó là sự xung đột hai bên xảy ra. Và đó là lý do tại sao mà cái đây ngành có lấy nhiều mấy cái cũ đi sửa để lấy cái bằng mình cái luật chỉ đốc lấy tư bốn dược gì không em ăn trời tâm đi kéo đó chứ. lên tên tổ tên sửa trong cái mặt bây giờ nếu mà kéo ra được em sửa bây giờ nó tạo không phát lúc nó gọi được. Nghiệp đó là nghề nghiệp. Còn ông bác sĩ đó mà muốn đi dạy học, hay muốn đi dạy học thì ông phải đi học lấy thêm cái bằng PhD, đấy là nghiệp. Hoặc là mấy mà dược sĩ đó, phạm đi đó, muốn đi làm cho những cái nhà test mà để bào chế thuốc là mình có quyền làm được, nhưng mà để mà tìm tòi di sản thuốc đó, giống như Pfizer, Johnson & Johnson mà Merck, quý vị phải lấy cái PhD. Đó là lúc nào là như vậy, để chuyển luận án lấy PhD. Thì đó, thì cái nghề nghiệp, cái doctor cho nghề nghiệp mà khác với doctor của văn hóa là academy đấy, hai cái khác nhau đó. Thì nói nôm na như vậy rồi, thì trong cái ngành kỹ thuật của tụi tôi đó thì đa số tụi tôi phải lấy PhD. Tại vì sao? Tụi tôi phải do research với máy móc, rồi thì computer engineering, computer science, hoặc là electrical engineer, electronic engineer, hoặc là toán đó. Những cái Nếu khóa học có thể tôi học không master là MS mỗi xong tôi phải trình quyết như vậy vậy là tiến sĩ, mình một cái là đưa cho con bỏ lên là cái là được đó là nào về tiến sĩ. em sao Còn chứ mà muốn về y khoa chẳng làm tại vì phải đi theo cái format này nó một kêu cái em là nhưng ghi ép được không
về nghề nghiệp thôi, là cao nhất trong cái ngành làm việc của quý vị thôi, chứ không phải là không phải để PhD, hai tiếng nó khác nhau. Thì đây là tôi chia sẻ để quý vị thấy, thì quý vị bị người ta đã lạm dụng danh từ và người ta lòe hơi nhiều, và trong cái có sự giả mạo trong đối với tôi thì nó thực tế hơn là tôi không cần biết lý do, tại vì quý vị có lãnh được lương hay không thôi, hoặc là ngoài cái vấn đề lương quý vị lãnh được rồi, xong vấn đề quý vị đi làm việc nữa thôi. Có nhiều ông bây giờ tôi xin lỗi bác sĩ về lãnh ông 400 500 bạc, 500 600 bạc tiền 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 SSA, tiền già đó, ok. Sống ở như California quý vị là họ cũng sử dụng SSI như thế, không nói đã thôi. Nhưng mà khi sau này mai mốt Việt Nam mà thay đổi đó, một cái việc Việt Nam mà nó cúp hết cái tiền mà SSI của quý vị thì quý vị té ngửa ra, quý vị không có tiền, nó là như vậy. Thì đây là cái sự thật là như vậy. Còn cái tiền SSA đó nó đi với quý vị bằng cái sự làm việc thực tế của quý vị, rõ ràng của quý vị, đó là SSA, thì nó đó là cái sự thực tế làm việc của chúng ta. Ok rồi, thì trở lại vấn đề, thì như quý vị tôi đến họp với quý vị rất nhiều chỗ mà quý vị thấy đó, bỏ ra 100 đồng, 50 70 đồng để rồi bắt người ta phải 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 nêu tên của quý vị là bác sĩ này, kỹ sư kia, là một cả một list dài thọ. Tôi cảm tưởng trong cái những cái mục tiêu của quý vị 48, 49 năm qua, quý vị lại hỏi quá nhiều trong vấn đề cái thái độ. Chứ phải giới thiệu này, phải giới thiệu chưa, để chứng tỏ là ta đây ngon lành, chứ không gì hết. Nhưng đó là cái danh hiệu. Danh hiệu mà chính là danh hiệu nó đưa đưa ra vấn đề tự tôn. Không có mà người ta thấy cái vị cái bác sĩ tự mình cái vị định vị ngon. Vì tự tôn, vì là ngon. Đó. Rồi cái vị đi, ở đây quý vị sống giống ai hết á. Đi về Việt Nam vì lòe, vì tiêu tiền này kia, vì lòe cái tự tôn nhiều cái chính quý vị. Thì đây là những cái điều mà tôi chia sẻ để quý vị thấy rằng là cái sự tự tôn tự ti, và cái sự tự ti là gì, quý vị hôn bách, quý vị cảm thấy bị thua người ta, quý vị hôn bách như là nghề, quý vị thì cảm thấy thua thì quý vị trốn tránh, cái đó sai luôn. Tại vì khi mình có khả năng mình sống thật với chính mình, mình sống thoải mái chính mình, đó là sự thành công của mình. Mình cần gì, bởi vì tôi đi trên nước Mỹ này, tôi phải nói thẳng đó là chúng ta sống trên top, mà top của quả địa cầu này không? Top của quả địa cầu là những người Mỹ đó. Tôi sẽ cách, tại vì biết bao nhiêu quốc gia, biết bao nhiêu người họ sống cực khổ. Đây, bạn chưa muốn hiểu đó là sơn hai đoạn đó đó bây giờ nói lên không biết nói đó thì em Mà sẽ tôi mua phải chia là sẻ cái sự một từ sự từ đứng mặt rồi bu cái tự đi nào. một cái Chúng ta được hơn nhiều, khả năng được một nhiều hơn nhiều, là cái vấn đề nước Mỹ nó có cái vấn đề thì không, học xếp về em làm em gửi giờ trường thì làm em gửi email cho em cứ để đó nếu mà có xong được thì tôi nói thật với quý vị, còn cấp không bao giờ, rất nhiều người họ ứng dụng được, nhưng nhanh chủ như dạ trong mình của tôi là có cần vấn gì đề không không đi đâu cần gì không có em muốn đi em chạy em mua cho không rồi dạ ừ. Thôi bây giờ cần biết lại cái này sức người, khỏe họ đâu cần cái dạ bằng kỹ đó, họ có vẫn cần làm việc, để cái lại vậy là sức họ khỏe vẫn rồi. làm việc. Tôi nói thật là như vậy, tiền tiền cứ là vẫn cả. Tôi đừng mấy người họ giới thiệu chức họ này chức tận kia đó, thì cái vị thấy có mặc cảm thua thiệt người ta, người chưa chắc quý vị quý vị sống như bị cái ảo, cái danh ảo của người ta, quý vị cảm thấy bị thua người ta, chứ gì Lại cá nhân cái thua ấy. Đó về một cái chủ mà em được trong trí nhớ là chị tôi nói cho quý vị, cái vị giàu để cho thấy quý vị tự tin, em sẽ nhiều khi nói quý vị nghèo, nhưng tôi bảo mình quý sẽ vị còn gì ta chỉ cho giờ cái tay gặp quý vị lại khiến tôi khổ trong bây giờ chưa gặp cái này tôi nuôi 1.000 cái chặt nó không, tức là có 10.000 được không 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 tôi nhổ hết hàm răng của vị, tôi đưa cho vị 1.000 cái chịu, thì đó là cho quý vị là người khỏe sung sướng rồi đó. Thì đây là cái sự thành công và cái sự hạnh phúc của quý vị rồi. Đừng có vì cái chuyện mặc cảm tầm bậy tầm bạ, bởi vì nhiều cái dốc của cái xã hội. Tôi phải nói nhiều cái dốc rồi, và những cái dốc đó đã bị lợi dụng rất là nhiều, bởi vì cái xã hội này nó trọng dụng vào chuyện bà lạp bà sản. Còn ngoài ra đó, nó là nó, mình là mình, đừng có lo ngại gì. Đây là cái điều trẻ đấy quý vị. Như vậy. Ngay cả mấy ông sư cũng vậy, mấy ông cha cũng vậy thôi. Họ chỉ là người thân mắt thịt như mình thôi, họ là người phải nói thẳng là họ trụ trì cái chùa đó, là họ giữ cái chùa đó cho
để giữ cái nhà thờ đó cho tín đồ thôi, chứ không phải là làm chủ đó. Mình phải trọng họ, mình nhớ họ, mình trọng họ hay không là cái giáo lý của cái khả năng của cái sự tư cách của họ, chứ không phải là mình trọng người ta vì cái thái độ và cái áo của họ. Thì đây là cái điều tôi chia sẻ của mình, và cá nhân tôi cũng vậy. Khi về chửi cha tôi cũng chả cái gì, bởi vì tôi sống thật với chính tôi, nó rõ ràng như vậy. Thì đây là những cái điều mà tôi chia sẻ để quý vị thấy. Thì chúng ta hãy sống thật với nhau, và chúng ta hãy có những cái cuộc sống mà chúng, thứ nhất là chúng ta thoải mái cho chính chúng ta trước. Và cái sự thoải mái của chúng ta là, tôi phải nói thẳng là sức mạnh sức khỏe chúng là điều quan trọng nhất. Sau đó chúng ta bảo đừng có tiền nhiều, không có tiền nhiều, quý vị không có nợ nần gì là quý khỏe rồi. Quý vị mà lái cái xe cũ hay là cái xe mà không có sửa chữa là còn hơn lái cái Mercedes mà không có máy lạnh, thí dụ như vậy. Tôi ở Florida tôi mà không có máy lạnh là tôi khủng luôn, thí dụ như vậy. Hoặc ta Texas chẳng hạn, Dallas chẳng hạn, Houston chẳng hạn, quý vị lái cái xe máy mà không có máy lạnh là quý vị khủng luôn. Đừng có lái BMW hay lái xe đắt tiền là không có máy lạnh. Ta sống đi cho chính mình, sống thật với chính mình là điều rất là quan trọng. Rồi thì vấn đề tự ti nó cũng tương tự là như vậy. Đừng có để cái những cái danh hiệu xã hội này nó làm cho chúng ta phải, bởi ta là ta, họ là họ. Cái cuộc sống của quý vị có thực tế được như thế nào, đó là quý vị hưởng, chứ không phải là quý vị thấy cảm thấy hơn người ta, hơn thì kẻ cha. Nó tôi nói thẳng quý vị, tôi cũng vậy thôi, tôi ra đời cũng vậy. Đừng có nghĩ là tôi cao rồi, tôi đâu mà nói gì. Họ phải nghe lời, tôi phải nghe lời họ, hay là người ta phải nghe lời tôi. Đừng nghĩ như vậy. Tôi lên đây cũng vậy, tôi lên đây vấn đề tình cảm. Tôi phải khách quan mà nói, tôi với anh Nam gặp nhau là vấn đề tình cảm. Anh Nam muốn tôi lên để chia sẻ cái view của tôi với quý vị, và trước cho là tôi với anh Nam trước, chứ không phải là với người khác. Đây là khách quan mà tôi phải nói thẳng, chứ ngoài ra chưa đến đến cái xã hội rồi. Nhưng mà khi mà lên đến cái xã hội thì đó, tôi cảm thấy chúng ta loay hoay quá nhiều, thì tôi cần phải mạo muội để tôi đưa ra những cái chi tiết nó xa vời hơn một chút để cho chúng ta áp dụng nó hữu hiệu hơn thôi. Tôi nói thí dụ mấy ông tướng ông ta chẳng hạn, tôi đã nói mấy ông là có cố vấn ở Việt Nam hết tất cả rồi. Ông là người trong cái điều kiện ông có sống rồi mà, nhưng mà qua đây ông làm được cái chuyện gì? Rồi từ đó tôi phải quý vị cái chuyện gì xảy ra, nhận thấy được cái sự thực tế khả năng của quý vị có. Quý vị đổ lỗi không à? Mà đổ lỗi dễ nhất là đổ lỗi cho ai? Đổ lỗi cho Mỹ. Trong người Việt Nam mình mới cứ đổ lỗi cho Mỹ không à? Trong khi chúng ta không chủ động. Chủ động chứ cứ đổ lỗi không à? Tôi nói thí dụ bây giờ tiếp liệu chẳng hạn, cái Việt Nam mà Mỹ không cho đạn, Mỹ không cho tiếp liệu, Mỹ không cho này kia. Tôi hỏi quý vị bao nhiêu người trong quý vị đó biết điền hồ sơ phiếu tiếp liệu, hoặc là hay là chính phủ Việt Nam, những cơ quan tiếp liệu của đơn vị họ báo cho quý vị có những cái món đồ gì để đi nhận, để quý vị có nhu cầu đi nhận. Cái sự thông tin của Việt Nam tôi quý vị thấy rất là khó khăn với chuyện đó rồi, là chúng ta cứ đổ lỗi không à? Trong khi đó cái khả năng mà quý vị không nhìn thấy là những cái chuyện của cái thế giới là hiện tại mình đang có trên nước Mỹ, trên thế giới. Tôi thấy Zelensky chẳng hạn, quý vị thấy từ tháng 10 cho đến bây giờ là quý vị thấy gần qua tháng thứ sáu rồi, viện trợ súng đạn vũ khí của Nga của Mỹ đã chấm dứt, không phải chấm dứt mà tạm ngưng rồi. Nga sợ NATO cũng hứa cung cấp cho 54 tỷ đó, nhưng cho nên cũng vũ khí không có qua, không qua nổi, không 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 đến đến Ukraine được, vì họ cũng chưa không có chuẩn bị đưa vũ khí vào bên bên cho Ukraine. Thì quý vị thấy những cái vụ nhìn con số đó 54 tỷ đâu có ít đâu, nhưng cái vấn đề chính là thực tế không có, tại vì họ không có chuẩn bị. Thì cái này nó cũng vậy, trong cái vấn đề cuộc sống của ta hàng ngày nó cũng tương tự như vậy. Nói thì nhiều cho vui, thực tế cho nó vui thôi. Chứ rất nhiều người tôi xin lỗi đi đâu không dám đi đó. Cách đây khoảng chục năm trước quý vị thấy đó, ông thấy cái danh từ cái thái độ của vị lớn lắm, tướng này tướng kia, ông này ông kia, rồi muốn là đi đâu bắt người ta phải mua ticket cho quý vị. Thì trong đến lúc cho đến lúc người ta thức tỉnh được đó, họ đâu cần mua ticket cho quý vị đâu. Quý vị họ biết quý vị không đi họ chẳng cần, nên nó phai nhòa đến như vậy. Tại vì họ thấy quý vị đến nói chuyện chỉ ba lát ba sáng. Tôi đã thí dụ nhiều người đến cái cộng đồng quý vị đó, mở miệng các kêu quân lực Việt Nam cũng là, đây là tôi nói sự thật để mình giải bảo nhau. Quân chỉ còn quân đội bây giờ là có tư cách thôi, bởi vì tổ quốc danh dự trách nhiệm. Thì bây giờ mỗi cá nhân chúng ta hãy ngồi nghĩ lại đi, tổ quốc danh dự trách nhiệm của chúng ta gồm cái gì trong đó?
khi mà quý đi về Việt Nam chơi, quý về Việt Nam mới làm chuyện sẵn bậy, chuyện này chuyện kia. Khi mà đi làm ngay cả bên Mỹ là cái danh dự trách nhiệm mình có hay không, mà khi về đi ăn gian nói dối đi làm lấy tiền mặt, thí dụ như vậy. Tự nhiên mỗi người nó có cái level để chúng ta hiểu biết trong cái cá tính của chúng ta, chúng ta tự định. Còn cái vì giấu dối lòng cái chuyện đó, nhiều khi bắt người ta phục vụ viên đâu có được, tôi nói thẳng quý vị như vậy, không có được. Được chưa, quý vị cho đó là hay, thì đông là tự ti tự tôn nó xảy ra bắt đầu từ đó đó, rồi tự ái tự trọng nó cũng tương tự như vậy. Quý vị tự ái chẳng ai là do đâu mà ra, tại vì quý vị cứ thấy thua người ta cái tự tự ái, khi đúng muốn hơn người ta không được, quý vị đừng mà tự ái, mà muốn tự ái quý vị đầu đêm mà nói chuyện nó xấu nhau, nó xấu này nói xấu kia, vừa ấy mở miệng ra ủa ông ta dạy nhưng mà thế này, nhưng mà thế kia, nó cứ đẻ chuyện, nó cứ đùa đạp nhau chửi nhau đó. Chúng như việc cái đầu năm vừa rồi tại cái vùng của quý vị, tôi đã nói chuyện quý vị thấy ba nơi chào cờ chẳng hạn, tôi bảo tại sao không chào cờ mảnh đất của mình, mà nó tại trời tạo trời chỗ kia, là quý vị thấy rằng là sẽ có mình chứng minh là mình có cái lá cờ mình sẽ công nhận tại đó, tôi đúng. Nhưng tôi hỏi quý vị đó, cái cao tiê có mấy 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 cái thành phố, đâu phải chỉ có ba thành phố đâu, cao tiê mấy chục thành phố, rồi cái tiểu bang Cali ở bao nhiêu cao tiê, bao nhiêu cao tiê ở bao nhiêu thành phố, cả 5.000 10.000 cái thành phố, chục ngàn hai ba chục ngàn thành phố, trong đó là quý vị 5-3 cái thành phố quý vị cho là công nhận cờ vàng cho quý vị. Đó là cái vấn đề chúng ta phải sống thực với chính chúng ta, chứ đừng có sống lòe người ta bằng cách tổ chức kiểu cho có để mà hơn thua nhau. Ô tao tổ chức cái xe dê nó ngon lành hơn tổ chức tại sự Vitas, ngon gần như là Santa Clara. Đó là cái sai của chúng ta, mới tập trung lại chúng ta ngay tại cái mảnh đất của chúng ta đó, thì chúng ta tự nhiên đánh giá có thể nó xấu thật, nhưng mà làm cho người ngoại quốc của chúng ta, chính phủ địa phương của chúng ta, nó nể chúng ta, bởi vì chúng ta có gì làm đấy mà chúng ta làm đàng hoàng. Đó là cách mà chúng ta sống. Chúng quý vị làm việc với tụi Mỹ nó rất dễ hiểu, họ không cần họ nhìn cái hình thức của quý vị mà nhìn kết quả của quý vị, kết quả của quý vị nó quan trọng như thế nào chứ không phải là cái hình thức. Thì cứ trong cái chúng ta đi hình thức không à, ok không à, rồi quý vị lòe ta, tôi nói thí dụ chính phủ hợp pháp này, chính phủ hợp pháp kia, đâu có hợp pháp gì đâu. Chính phủ Đào Minh Quân có hợp pháp không? Chính phủ Nguyễn Hữu Chánh có hợp pháp không? Quý vị hợp pháp là hợp pháp cái gì? Ai cho quý vị chữ hợp pháp đó? Tôi hỏi quý vị, rồi quý vị đeo đại tá, đeo tổng trưởng này, tổng trưởng nọ để làm cái gì? Xin lỗi quý vị về chỉ giặt quần áo cho vợ con chưa đột. Đó, tôi nói thật như vậy, nên cái toàn nó dốc không à. Rồi đi mua ba cái bằng chứng tỏ ông này ông kia, những cái bằng nó cứ mua cái bỏ tiền, nó sẽ tốn tiền quý vị chứ làm được cái chó gì, được cái gì không, tại vì cái bằng cái việc kiếm lương được không? Đầu tiên kiếm lương không được, kiếm lương không được cái quý vị để dành không được, mà để dành không được rồi về già cái tiền nó không có đóng góp cho cái tiền SSI được, với đâu kiếm lương được đâu, thì không đóng góp được cái SC, cái về già cái việc mà hưởng trợ cấp có phải à, đúng không? Cái chuyện đó là chuyện phí phạm, phí phạm mà quý vị làm, mà chuyện tại sao phải làm chuyện đó, quý vị làm bởi vì chẳng qua quý vị muốn lấy cái danh hão thôi. Và chúng tôi đề nghị chúng ta không nên sống với cái chuyện đó, hãy sống với thật là với lòng của mình, hãy lo chuyện cho mình, lo cộng đồng, cũng từng như vậy, đừng có hơn thua. Hơn thua làm gì, thực tế rất rõ ràng đấy. Tôi nhìn cái cộng đồng ngay bên các anh, tôi đã nói hai ba lần rồi, Bắc Cali và Nam Cali là hai nơi mà tập trung nhiều nhất người Việt tị nạn của chúng ta ở tại nước Mỹ này, phản ảnh cho người Việt chúng ta bên này. Nhưng mà 48 năm qua quý vị làm được cái gì? Trụ sở cộng đồng không có, đúng không? Gửi về Việt Nam cả bao triệu, bao nhiêu mấy trăm ngàn đô la, trong khi trụ sở cộng đồng mình làm được bao nhiêu? Bao nhiêu trong khi cho đất rồi, bên mình xây lên bao nhiêu? Làm được không? Tại sao phải là đi làm mà chờ chờ phần cái gì? Tại sao mình đóng góp mình làm chuyện đó, đi gửi đi đóng góp để cùng ngồi trận mắt tôi thành công, tôi xin được nhiều, tôi xin được ít để mà đưa cho cộng sản sống. Đó là cái điều mà tôi thẳng quý vị. Và cuối cùng chúng ta phải nhìn cái thực tế nữa. Thứ nhất, cộng đồng chúng ta không có gì. Rồi về cái gửi với cộng sản Việt Nam 48, 49 năm qua, cái nước Việt Nam mình nó có khá hơn mấy nước khác không? Nam Hàn với lại Đài Loan là hai quốc gia mà đời xưa nó thua xa cái miền Nam Việt Nam của mình. Nó có tiền trợ gửi cấp gửi về nước nó không? Không. Đúng không? Không có ai gửi về cho họ ấy. Bởi vì họ khá hơn Việt Nam, đúng không? Họ là một trong những cường quốc kinh tế top 10 nữa là khác. 10, 10, 10 cường quốc kinh tế cao cao tại Đông Nam Á. Rõ ràng chuyện đó không?
Trong khi chúng ta gửi chúng ta làm được cái gì? Hay là quý vị nói gửi nhưng có thực sự gửi hay không? Đấy là những cái chuyện tôi chia sẻ đầy, những cái chuyện nó một sự không tín vạn sự không tin. Những cái chuyện quý vị làm cho chính cá nhân quý vị đã sai rồi. Thì làm sao quý vị đi thu tiền đưa cái gửi Việt Nam mình bảo mật tin được. Thì đây là cái điều chúng ta cần phải ngồi với nhau, chúng ta phải thực tế với nhau để mà đóng góp chung cho cái cộng đồng, làm việc chung cho giống nhau. Tôi nói thí dụ một cái chuyện nữa, ngay cả tại Nam Cali cái hồi mà tiền tiền mà chính phủ gửi ra để mà kích thích kinh tế đó, ông Trump với lại ông Biden hai ông mỗi người 3.200 đó. Nhưng mà lần đầu tiên đó, quý vị thấy chuyện gì là những người mà làm có làm thuế đó thì sẽ được nhận tiền trước đúng không, rồi những người hưởng trợ cấp của họ nhận được lần tiếp tiếp theo. Thì đây là những cái điều tại sao họ làm như vậy, lý do họ có địa chỉ của quý vị. Còn những người mà không khai thuế làm gì hết, không có xin trợ, không có địa chỉ, thì mấy ông luật sư ông đứng nói, ô tôi sẽ giúp cho quý vị, nhưng thật sự ông có giúp free cho quý vị đâu. Ông rút ra ông trả ông lấy 40-50 đồng người đúng không, bằng chứng là thằng bạn tôi nó gọi cho tôi đó, nó trường hợp tao về làm như là sao, tao có cái gì khó đâu, mày vô mày lấy cái TurboTax thêm cho nó, mày in cái form form thuế ra, form blank, rồi mày mày bỏ cái tên của mày, địa chỉ của mày vào, rồi mày cứ bỏ dán con tem vào trong này, mày gửi cho IRS. IRS nó phải bỏ vào computer, nó có địa chỉ của mày, nó gửi về cho mày, đâu có gì khó đâu, đâu phải cần qua mấy ông luật sư mà liền mấy cái chuyện đó là tốn 40 đồng. Thí dụ như vậy, quý vị không biết là quý vị làm bài chuyện bà lạc, quý vị tốn tiền là quý vị ok, tôi kể 40 đồng mình lấy được 1.160.000, thì cứ cô quý vị có quyền không nói gì hết, nhưng mà nếu lấy được 1.200 vẫn nhiều hơn 1.160.000. Đây là tôi nói thật như vậy, thì đây là cái điều mà tôi chia sẻ để quý vị thấy đó, mình chúng ta hãy sống thực tế với chính mình, thực tế hết tất cả mọi chuyện, cộng đồng giúp đỡ nhau, thì chúng ta rất là vui vẻ trong cái chuyện đó. Còn với có sự lợi dụng nhỏ nhỏ mà quý vị thôi cũng được 9 bộ làm 10, nhưng mà 9 bộ làm 10 nếu mà quý vị trong vấn đề hợp tác ấy, để làm việc thì tôi rất là hoan nghênh, nhưng mà 9 bộ làm 10 để rồi hơn thua nhau thì cũng không nên. Tôi nói thẳng quý vị như vậy, đây là cái điều sự thật mà tôi chia sẻ để quý vị thấy đó, là cái sự tự ái tự trọng của chúng ta lớn lắm, cái tự tôn tự ti của chúng ta rất là lớn và chúng ta nên bỏ đi. Đó là tôi kể những người đi mua bằng cái hám học hám danh, ngay cả những người hám học cũng vậy, nhưng mà học xong có danh nhiều hơn. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì cái thập niên 80 tụi tôi qua đây 75 vậy, cái người Việt mình rất là thành công rồi đó, rất thành công, nhưng mà sau cái thành công đó rồi chúng ta bị gãy hết tất cả, bởi vì chúng cái kỹ thuật của nước Mỹ nó thay đổi không ngừng, nó thay đổi không ngừng, mà chúng ta không chịu áp dụng cái sự thay đổi đó trong một cái môi trường mới, mà chúng ta cứ ngồi cái tại cái vị trí cũ đó thì chúng ta bị đào thải thôi. Ở trường hợp của tôi là tôi đi, nếu mà khi mà học xong là tôi sẵn sàng tôi nhận nhận cái vị trí mới, cái position mới để tôi đi liền, để làm gì, để mà tôi update cái khả năng của tôi trong cái môi trường mới, tôi đi. Và cái sự đi đứng của tôi như vậy, tại sao tôi dám làm mà quý vị không làm? Tại vì thứ nhất là tôi không chấp nhận cái level mà gọi là thoải mái ở tại chỗ đó. Cái thứ hai là tôi nghĩ nước Mỹ là đi chỗ nào cũng sống được hết à. Nên tôi sẵn sàng tôi đi. Và chính là đi một ngày đàn học sẵn khổ. Và đó là lý do tại sao mà tôi happy landing, quý vị không đó. Bởi vì cái sự quý vị mua, quý vị trả cho cái sự gọi là sống thoải mái của quý vị, mà quý vị mất, vô tình mất đi cái trách nhiệm của quý vị đối với công ty. Thì đây là cái điều mà tôi nói để rồi chúng ta đừng có nghĩ rồi mở mình ra Mỹ nó kỳ thị mình. Tôi nói thẳng quý vị, Mỹ không có kỳ thị hết. Tại sao tôi nói câu rõ ràng như vậy? Tại vì nước Mỹ là free enterprise, ngay cả ông sếp của chúng ta nó cũng lãnh lương như chúng ta, nó cũng lãnh lương như chúng ta thôi đó. Và chính vì vậy tại sao nó phải, nếu mà chúng ta làm được giỏi, chúng ta đàng hoàng thì làm sao nó kỳ thị quý vị làm cái gì? Nhưng chẳng qua là bởi vì cái sự xung khắc giữa quý vị cái người lãnh đạo hay người làm việc trong đó nó có xảy ra, rồi đâm ra từ những cái sự lãnh đạo làm việc như vậy đó, nó xảy xung khắc xảy ra đó, nó đưa đến lúc mà thế đó thì nó phải lựa cái thằng mà nó là cái gai trước mắt, nó đẩy trước thôi.
không có gì khó hết ra, chứ cũng bảo chị thị quý vị làm gì nữa. Tại sao tôi nói vậy thôi, bây giờ quý vị nó đuổi quý vị xong rồi, mà quý vị giỏi đó, nó thuê thằng vợ của làm, cái năng suất của ấy cũng cái group nó xuống đó, thì chính cái thằng sếp nó cũng gặp trở ngại đó là thì tại sao nó phải đuổi mà giỏi đi để mình đưa thằng vợ lý mà cái chỗ là kỳ thị. Thì đây là cái điều sai mà chúng ta mở miệng chúng ta nói, hoặc là Mỹ cũng vậy. Quý vị mở miệng ra là ô mà nó bỏ rơi Việt Nam, nó chúng ta không giữ cái đất nước của chúng ta. Nó giống như quỷ tây Ukraine không? Quỷ tây Pentanyahu của Do Thái không? Ngay cả bây giờ ông Biden ông ra lệnh ông sẽ đổi quan điểm của ông. Nếu mà cứ đánh vào Gaza, bắn tức là tao không cần. Ông đánh, vì thế 1 tỷ 200 triệu vừa mới đưa đưa qua cho Do Thái đi. Nên đừng nghĩ mình bị áp lực đâu. Quý vị nghĩ chuyện quý vị làm đúng trước thì người ta sẽ nể quý vị. Mà với Mỹ đã yes, họ có họ vì cái vị trí cao, họ có những cái lập trường mà tôi phải nói thẳng đó là nó gentleman. Nhưng mà trong khi chúng ta nghĩ cái vị trí của chúng ta tại Do Thái, ông Netanyahu nghĩ cái vị trí của ông tại Do Thái, nên ông phải làm mọi chuyện, ông bảo vệ cái đất nước của ông. Chứ ông thể ông ngồi ông nghĩ ông đang làm thủ tướng Do Thái mà ông nghĩ cái vị trí của ông là của ông tổng thống Biden, ông nghĩ chuyện đó. Đây là cái điều mà rõ ràng chúng ta phải sống thật và chúng ta nghĩ theo cái vị trí chúng ta có được, và đây là cái điều mà tôi tha thiết quý vị hãy bắt chước những vị lãnh đạo đó để mà làm cái chuyện sống thật với chính chúng ta và nghĩ theo như của chúng ta làm được. Không ai ức hiếp chúng này, bắt buộc chúng ta là cái đó. Nếu cần tôi phải nói thẳng quý vị đó, trong xã hội này đó, quý vị thấy hai chữ bạn bè không? Bạn bè bạn thì ít lắm quý vị, nhưng bè thì rất nhiều. Và trong cái bè đó nó lôi quý vị trôi theo cái dòng nước, cái dòng cuốn nước là quý vị đi quá xa, đi xa xôi rất là nhiều, và đi trong xa trong cái sự xa xôi đó quý vị thất bại vì cái bè đó. Thì đây là cái điều tôi tâm huyết tôi nói cho quý vị, chúng ta hãy sống thật để chúng ta có những người bạn tốt thay vì chúng ta có cái bè để đi theo những cái bè đó. Ok, vâng. Rồi, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương. Thưa quý vị, hôm nay Nguyễn Lương nói chúng tôi loay hoay trong thời gian vừa qua tìm công thức cho anh để chúng ta có thể làm việc của quý vị chờ đợi cái điều gì. Quý vị có thể trong bài nói chuyện của Nguyễn Văn Lương, quý vị có thể đọc ba được nội dung chính: cập nhật chuyện thời sự, chuyện hoa của thế giới, chuyện thời sự Hoa Kỳ, để cho quý vị có snapshot, có một cái nhìn tổng quát ngắn gọn về chuyện gì quan trọng đã xảy ra tuần qua cho tới ngày hôm nay. Và trong cách trình bày của anh có một chút bình luận và một pha trộn với một chút thời sự, vừa tường thuật vừa bình luận để quý vị người vừa nghe vừa nghĩ và vừa bàn. Cho nên để góp phần bình luận của anh Nguyễn Tiến sĩ Văn Lương thì quý vị có thể cũng góp phần với mình bình luận chuyện anh ta nói, những chuyện phân tích đó, quý vị có thêm ý kiến gì ra vô tới lui mình bàn thêm cho nó vui. Cái tạo cái chỗ này là cái chỗ quý vị cùng chúng tôi là đàm đạo và giải trí cái trà đam. Và thứ hai nữa là gì, sau cái phần tin tức thời sự của anh là chuyện đời tại cộng đồng người Việt tại Mỹ, cộng đồng người Việt tại Việt Nam, những chuyện chuyện đời nó một chút chuyện đời, có một chút cay đắng, chút châm biếm và một chút xây dựng, thuốc đắng đã tật. Ví dụ cái chuyện mà tự ti tự tôn này, chúng tôi cũng có 1 tỷ chuyện muốn nói chuyện với anh mà dài quá, chúng tôi không muốn làm việc quý vị thêm. Nhưng mà tôi cho ví dụ là chỉ tính những người đi Việt Nam không thôi đấy, anh biết không, anh nhìn đó ở bên Mỹ đó, thì tiếng Anh không giỏi chỉ lân quẩn sống trong cộng đồng người Việt chúng ta thôi, gặp Mỹ thì sợ không dám đi học với Mỹ, thấy không? Rồi con cái nó chê bố đủ thứ, phải không? Rồi xong rồi là mình dựa dẫm vào đủ thứ, mình không có tự tự mình không có tự tự tôn. Ở tại Mỹ thì sống rất là tự ti, mà khi mà Nhưng về Việt Nam á thì sắm áo sắm quần sắm business card rồi làm dáng mình ở Mỹ mình là người thành công, thì về Việt Nam mình sống rất là tự 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 tự, tự tôn, ở Mỹ sống tự ti. Thì trong cái nhìn của một người Việt Nam á, bây giờ tôi hỏi tự tôn là gì, ngày tuần tới tôi sẽ là gặp đến tự tôn là gì và tự ti là gì,
và những hình ảnh tiêu biểu cho cộng đồng người Việt, tự tôn là những ai và tự ti là những ai. Có khi một người đóng là hai vai, tôi kêu là dual characters, vậy như là nhân cách nhị trùng đó, vừa tốt của trong mình mà vừa xấu của mình, vừa tài trong mình vừa ngu trong mình, vừa thành công trong mình vừa thất bại trong mình sống hai cái nhân cách trong người, rất là phức tạp, rất là phức tạp. Mà cái hiện tượng đó là một hiện tượng mà có thể nói nó rằng nó rất là kinh khủng trong cộng đồng Việt Nam hiện nay. Chúng ta chỉ nhìn một chuyến về Việt Nam thôi, ồn ào một năm không đi du lịch, không đi đâu rồi, không nước nào đi, phải có dành được chút tiền vài ba ngàn bay về Việt Nam, đóng cái vai rồi ông lớn về 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 làng và được nghe ca tụng, đúng không, và được nghe ca tụng đóng vai ông lớn về làng. Và qua Mỹ ấy, thì tất cả những điều đã mất hết, và làm như trâu bò, làm như là đi, đi, đi chạy suốt ngày để dành tiền sang năm đi tiếp. Và tại sao đi nước nào, chỉ đi về Việt Nam thôi, mà Việt Nam đi các nước khác thì mở mang kiến thức, mà tôi không có gáy được, không thỏa mãn tự tôn mình được, chỉ có về Việt Nam mới xả xả xì ra tôi bên Mỹ tôi thế này tôi kia thế nọ đủ thứ kia khác. Thì chúng ta sẽ có dịp nói chuyện tự tin tự tôn tiếp trong tuần tới, để câu chuyện trở thành hấp dẫn hơn. Thì đó là một đề tài chung của chúng ta cùng nói chuyện đó. Thì quý vị cũng có thể dưới bài nói chuyện của Nguyễn Văn Lương, quý vị có thể bỏ ý kiến của quý vị vào, viết ý kiến của quý vị vào, và nên nhớ là chúng tôi sẽ đọc rất kỹ và chúng tôi sẽ đem đó ra thảo luận. Xin cảm ơn quý vị, nhưng mà mình thảo luận cho vui chuyện đời, chứ đừng để cái chữ thề mình vô trong đó và nó đẩy vô trong đó, nó làm cái giống như bữa bát cơm rất là ngon thì con còn ruồi dính vô, nó làm mất đi cái phần ngon của mình, bữa cơm để bữa cơm quý vị ăn được, chúng tôi ăn được, mà nó ăn bổ dưỡng chứ không phải ăn độc hại. Đừng bỏ thứ độc hại vô. Cái những người có thể nói là cái nhân cách rất là thấp, vô là chữ thề, vô là nó nói xấu người khác, nói xấu người khác và chữ thề như là cái bệnh của những người như vậy. Thì chúng tôi xin quý vị giấu bớt đi những cái đó, đừng để ra ngoài, diệt trừ những cái đó, không để nó sống. Và chúng ta đối xử nhau như những con người bạn bè với nhau, bàn về vấn đề nghiêm túc và đàng hoàng, giải trí, thì chúng ta nên làm với nhau. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn Nguyễn Văn Lương, và chúc anh một tuần vui vẻ và thành công thưa anh. Ừ, xin cảm ơn anh và rất hân hạnh đến đây chia sẻ với anh và rất vui vẻ là tôi với anh là cũng có một quan điểm là cùng xây dựng cái cộng đồng này. Thật sự nó nhiều chuyện lắm, nó trong cộng đồng nó chúng ta sẽ cái tuần tới mình sẽ tiếp tục đề tài tự tin tự tôn tiếp nha, phần 2 nha anh nha. Và quý Ok nữa. vị muốn bàn chuyện gì thêm, quý vị cứ góp ý kiến bài chúng tôi đọc, và sẽ dựa vào quý vị chúng tôi sẽ nói chuyện thêm. Cảm ơn quý vị.